Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 79. Quyền thứ 3, chín thành lực lượng. Tiêu Thiên Thần trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi, hắn thất khiếu xông ra máu tươi, cả người chân khí như rồng cuốn như gió gào thét ra, hiển nhiên là dùng nào đó kích thích tiềm lực liều mạng thủ đoạn. Hai con bị thương bàn tay vén, đánh ra, Tiêu Thiên Thần uống nữa, cho ta chết à. Một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiêu Thiên Thần hai cái tay đã thành hình trạng quỷ dị về phía sau vặn vẹo, lại bị Diệp Thần miễn cưỡng cắt đứt, mà hắn cả người, càng bị đánh được về phía sau bay ngược, đập mặc tiệm tường, rơi vào ngoài tường trên đường phố. Mà Diệp Thần trong mắt lóe lên thị huyết ánh sáng, thân hình động một cái, truy kích đi. Mà lúc này, Tiêu Thiên Thần tâm cảnh, rốt cuộc vỡ nát. Cảm giác được tử vong phủ xuống, Tiêu Thiên Thần tuyệt vọng hô lớn, ngươi không thể giết ta. Lúc này Diệp Thần, nơi nào sẽ để ý Tiêu Thiên Thần? Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, sớm đã chết ở Tiêu Thiên Thần trên tay. Hắn không thích uy hiếp, hắn thích bóp chết uy hiếp. Hắn toàn thân bắp thịt kéo căng, linh lực lao nhanh, Tiêu Thiên Thần đỡ được hắn chín thành lực lượng một quyền này, hắn muốn xuất toàn lực. 100% lực lượng, một quyền đánh ra. Ngay tại lúc này, một đạo hơi có vẻ lo lắng thanh âm vang lên, ta là nơi này Ngô lão bản, tiểu đạo hữu, còn xin dừng tay. Lúc này, một quyền này đã đến Tiêu Thiên Thần trước mặt, cách hắn chóp mũi, không tới một tấc khoảng cách, dừng lại. Tiêu Thiên Thần còn chưa kịp cao hứng, liền cảm giác mặt một hồi đau nhức. Sống mũi gãy lìa, máu tươi mặt đầy, cả người lại là lần nữa bay rớt ra ngoài, rớt xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Đạt tới cho dù Diệp Thần thu quyền, mãnh liệt quyền kính hay là đem Tiêu Thiên Thần đánh thành trọng thương, bất quá hắn mặc dù mất đi ý thức, hơi thở suy yếu, nhưng vẫn là giữ được một cái mạng. Nếu như một quyền này đánh thật, tại chỗ không có bất kỳ một người nào sẽ hoài nghi, Tiêu Thiên Thần, hẳn phải chết. Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một hơi, chế trụ nội tâm thị huyết xung động, đem thiên sát hổ ma biến tản đi, xoay người nhìn về phía một cái lật đật đi tới người trung niên. Chính là Ngô lão bản. Ngô lão bản đầu tiên là không tưởng tượng nổi nhìn một cái Diệp Thần, hắn trẻ tuổi lúc vào Nam ra Bắc, vậy gặp qua không thiếu yêu nghiệt. Nhưng là xem Diệp Thần như vậy mấy quyền nghiền ép cao hơn mình như vậy hơn cảnh giới siêu cấp biến thái, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này Tiêu Thiên Thần cũng không phải là hoàng nguyên cái loại đó dựa vào ngoại lực chất đống động tác võ thuật đẹp, là thật mới vừa bước vào hợp đạo nhất tầng thiên võ giả. Hơn nữa, lấy Tiêu Thiên Thần thực lực, ở linh võ đại lục hợp đạo nhất tầng thiên trong võ giả, cũng coi như là tương đối mạnh vậy khều một cái. Chỉ như vậy, vẫn là không tiếp nổi Diệp Thần mấy quyền, đây quả thực là yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt à. Rồi sau đó, Ngô lão bản nhìn lướt qua đổ xuống đất, mặt đầy máu Tiêu Thiên Thần, gặp hắn còn chưa chết, mới nhỏ thở phào nhẹ nhõm, quay lại hướng về phía trong tiệm đã bị sợ ngu nhân viên uống được. Cầm Tiêu công tử thích đáng chữa trị, đưa về Tiêu phủ. Vậy nhân viên vội vàng hẳn là, đi qua Diệp Thần bên người lúc, Diệp Thần tùy ý thoáng qua hắn một mắt, chính là ban đầu đối với hắn mặt lạnh tương đối cái đó, vậy nhân viên bị Diệp Thần nhìn cái nhìn này, lại tâm đảm phát rét, thân thể mềm nhũn trực tiếp tê liệt trên đất, hướng về phía Diệp Thần liền liền dập đầu đầu nói. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mời công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, nương tay cho tha nhỏ một mạng người đi. Ngô lão bản thấy vậy nhướng mày một cái, thoáng qua gian đã rõ ràng liền đại khái là chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Diệp Thần nói tiểu đạo hữu, đây là. Diệp Thần tùy ý khoát khoát tay, vậy nhân viên như gặp đại xá vậy liền liền nói cảm ơn, tè ra quần về phía Tiêu Thiên Thần chạy đi. Chậm, Ngô lão bản đột nhiên hô. Vậy nhân viên lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái Ngô lão bản. Đưa Tiêu công tử trở về phủ sau này, người cũng không cần trở về. Vậy nhân viên nào dám có cậu oán hận nào, liền vội vàng gật đầu, mang Tiêu Thiên Thần đi y quán chạy đi, bây giờ, chỉ cần có thể cách xa Diệp Thần cái này tôn ma thần, chính là để cho hắn làm gì hắn đều nguyện ý. Ngô lão bản lúc này mới Diệp Thần mỉm cười nói. Tiểu đạo hữu, ngươi và Trần Huynh cùng Hoàng Nguyên phát sinh xung đột chuyện ta đã biết, Trần Huynh từng đã cứu ta tánh mạng, ta vốn định đem ra truyền tiên khí tặng cho hắn, có thể hắn kiên trì không muốn. Nhiều năm qua ta vẫn muốn báo đáp hắn,
nhưng mà Trần huynh nhưng vẫn không chịu tiếp nhận, nếu ngươi là bạn của hắn, như vậy, chính là ta Ngô Uy bằng hữu, cái này Tiêu gia ngươi không cần phải lo lắng, ta một lực là ngươi chịu trách nhiệm. Diệp Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, cái này Tiêu gia ở Trần Chi Phàm trong tài liệu cũng có nói tới, là Đăng Thiên Thành đứng sau Thăng Thiên Các thế lực, Thăng Thiên Các các chủ là một người hợp đạo cảnh tầng 9 trời, nửa bước vận may tiên tôn tồn tại, mà đây Tiêu gia cũng có một người hợp đạo cảnh tầng 8 ngày lão tổ. Mà Ngộ Uy mặc dù không yếu, nhưng cũng kém cách khá xa, hắn phải thế nào kháng cự cái này Tiêu gia đâu. Bất quá Ngộ Uy nói hay là để cho Diệp Thần đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng là, chuyện của mình làm, mình thì phải vác. Tiêu Thiên Thần là hắn đánh, coi như Ngộ Uy có thể gánh nổi Tiêu gia hắn cũng sẽ không để cho Ngộ Uy đi vác, đây là hắn nguyên tắc làm người. Lúc này, Diệp Thần đối với Ngộ Uy lắc đầu nói, đa tạ Ngô huynh ý tốt, bất quá, ta chuyện của mình làm, do chính ta tới gánh vác, đây là ta nguyên tắc. Ngộ Uy nghe vậy sững sốt một chút, mình vác gánh vác. Lấy hắn thần vương cảnh tu vi, như thế nào đi nữa mạnh, vậy không gánh nổi một cái Tiêu gia à? Bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vẫn là tràn đầy vẻ tán thưởng, Diệp Thần mặc dù tuổi rất trẻ, nhưng, hiển nhiên đã là một cái chân chính đàn ông, một cái đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Ngộ Uy cũng không nói nhiều, hắn tâm ý đã quyết, chỉ cần Tiêu gia tìm tới cửa, hắn nhất định đứng ra, nhưng hắn biết bây giờ theo Diệp Thần nói những thứ này cũng không dùng, hắn biết Diệp Thần người như vậy, quyết định chuyện sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngộ Uy đối với Diệp Thần nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo ta tới, có thể hay không thỉnh giáo tiểu đạo hữu tên họ. Ta kêu Diệp Thần, Ngô huynh so ta lớn tuổi, kêu tên ta liền tốt, bất quá chờ một chút. Diệp Thần vừa nói nhìn về phía cửa hàng trên tường cái đó lỗ lớn, xin lỗi Ngô huynh, cầm ngươi tường đánh hư, thường thế nào thường. Ha ha ha, Ngộ Uy bị Diệp Thần buồn cười, đừng nói khách khí như vậy, coi như ngươi để cho ta cầm cả tiệm trải đưa ngươi cho ta cũng tình nguyện làm, một mặt tường có cái gì ghê gớm, đừng nói những thứ này, chúng ta lên trước lầu. Diệp Thần theo Ngộ Uy lên lầu 3, tiến vào một gian trang sức hoa lệ bên trong căn phòng, phân chủ khách ngồi xuống. Ngộ Uy đối với Diệp Thần nói, Diệp tiểu huynh đệ, người này tới thần binh các, có thể là vì tìm một kiện tiện tay vũ khí. Có thể có yêu cầu gì? Diệp Thần lắc đầu một cái, ta cần muốn mượn ngươi sàn, luyện chế ít thứ. Ngộ Uy ngẩn ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại vẫn biết luyện khí. Hắn nhưng mà biết Diệp Thần lai lịch, đến từ người người phỉ nhổ, hạng đội sổ trái đất Côn Lôn hư. Như vậy con kiến hôi chi địa, coi như biết luyện khí cũng chỉ có thể luyện chế một ít cấp bậc thấp đồ đi. Hắn hoàn toàn có thể cung cấp có sẵn. Hơn nữa chỉ sẽ ưu tại Diệp Thần tự mình luyện chế. Ngộ Uy do dự mấy giây, vẫn là nói, Diệp huynh đệ, tự mình luyện chế hơn phiền toái. Ta nơi này có rất nhiều chất lượng tốt vũ khí, nhất định thích hợp ngươi. Xem ngươi mới vừa rồi tựa hồ đối với đao cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc nhà ta truyền vũ khí, là một cây côn ngắn, cũng không phù hợp ngươi yêu cầu, nếu không vừa vặn đưa cho ngươi. Diệp Thần mỉm cười không nói, coi như Ngộ Uy muốn đưa hắn cũng sẽ không muốn, cái này dẫu sao là hắn truyền ra bảo, hơn nữa, vũ khí đủ dùng là được. Ngoại lực vĩnh viễn không bằng thực lực bản thân đáng lệ thuộc vào. Còn có một việc, ta có một cái phẩm cấp tốt phi đao, là hoàng nguyên bổn mạng linh khí, ta không tới, vốn dự định đem nó bán ra, nhưng mà cái này phi đao thật giống như có chỗ gì không giống tầm thường, cái đó Tiêu Thiên Thần chính là đặc biệt là nó tới. Vừa nói Diệp Thần lấy ra phi đao đưa cho Ngộ Uy nói, Ngộ huynh có biết là chuyện gì xảy ra không? Ngộ Uy nhận lấy phi đao, quan sát một phen, lại không phát hiện cái gì chỗ dị thường, đối với Diệp Thần nói, người đợi một chút, ta dùng giám định pháp khí một chút. Lúc này lấy ra một mặt kiếng bát quái, đánh ra một đạo ánh sáng chiếu sáng ở đó chuôi phi đao trên, kiếng bát quái bên trong hiện ra đủ các loại ánh sáng, Ngộ Uy nhìn chằm chằm những thứ này huy quang, cẩn thận phân biệt cái gì. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, không nghĩ tới Ngộ Uy vẫn là một người giám định sư. Đột nhiên, Ngộ Uy thần sắc đại biến. Thấp giọng cả kinh kêu lên, cấp thấp liệt cùng canh kim. Cấp thấp liệt cùng canh kim, Diệp Thần không hiểu nhìn về phía Ngộ Uy, cái này cấp thấp liệt cùng canh kim vậy là cái gì? Nghe không là cái gì thứ tốt, vì sao Ngộ Uy sẽ cái này thần sắc? Ngộ Uy mấy cái hít thở sâu sau mới bình phục tâm tình,
đột nhiên bấm một cái pháp quyết, toàn bộ gian phòng bị một tầng màu vàng nhạt màn sáng bao phủ. Diệp Thần thần sắc như thường nói, Ngô huynh, người đây là... Ngô Uy lúc này mới hơi buông lỏng, hướng Diệp Thần cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, ta đây là để ngừa vạn nhất, tầng này cấm chế không những có thể ngăn cách người khác thần niệm theo dõi, càng có thể trong thời gian ngắn ngăn cản hợp đạo cảnh võ giả thậm chí còn tiên tôn công kích, chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm một ít. Diệp Thần lúc này cũng có chút công khai, nhìn về phía Ngô Uy trong tay phi đao hỏi, Ngô huynh trịnh trọng như vậy, là bởi vì làm cho này cấp thấp liệt cùng canh kim. Ngộ Uy lúc này trên mặt đã đầy là vẻ hưng phấn, đối với Diệp Thần nói, đúng là như vậy, đây chính là canh kim à. Mặc dù phẩm chất chỉ là cấp thấp liệt các loại, hơn nữa chỉ chứa một tia, nhưng vậy đủ để cho luyện khí sư cửa điên cuồng. Diệp Thần nhíu mày một cái, hắn mặc dù hiểu luyện khí, nhưng là truyền thừa dẫu sao là Côn Lôn hư đoán tạo thần quân. Đoán tạo thần quân đối với linh võ đại lục biết rõ hiển nhiên thiếu sót mấy phần. Gặp Diệp Thần vẫn là có chút rơi vào trong sương mù, Ngộ Uy giải thích, tiểu huynh đệ, người biết canh kim bạch hổ chứ? Diệp Thần nghe vậy mỉm cười gật đầu, hắn làm sao sẽ không biết, trong cơ thể hắn còn có một tia bạch hổ máu tươi đâu. Hắn mới vừa rồi bùng nổ lực lượng vậy là tới từ đầu này viễn cổ hung thú. Canh kim bạch hổ, cho dù ở viễn cổ, đều là thuộc về chiến lực siêu quần tồn tại, nguyên nhân chính là ở chỗ cái này canh kim. Canh kim chính là giữa trời đất chí cương chí dương kim loại, mà canh kim bạch hổ trời xanh có vô cùng là tinh thuần canh kim khí, cho tới canh kim bạch hổ thân thể vô cùng bền bỉ, cơ hồ vô vật có thể gây tổn thương cho. Hơn nữa, canh kim bạch hổ địa phương mạnh nhất ở chỗ, nó có thể chiếm đoạt canh kim lấy cường hóa tự thân. Mặc dù cái này phi đao bên trong chỉ ẩn chứa một tia cấp thấp liệt cùng canh kim, nhưng nếu là cầm đi bán ra, tuyệt đối sẽ bị thế lực lớn và tông môn tranh đoạt. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá, vừa lấy ra, những cái kia thành danh đã lâu luyện khí sư sẽ vì cái này một tia canh kim cướp phá đầu. Bất kỳ vũ khí, chỉ cần gia nhập một tia canh kim, cho dù là cấp thấp nhất canh kim, vũ khí đẳng cấp đều sẽ có chất tăng lên. Cái này hoàng nguyên bổn mạng phi đao vốn nên là cấp bậc rất thấp, bởi vì bị hắn sáp nhập vào cái này một tia canh kim, mới tăng lên tới tình cảnh này. Hơn nữa, bằng vào canh kim chí cương chí dương nhuệ khí. Vốn là hắn không có luyện thành võ, cũng thay đổi được có thể thi triển. Bây giờ, người hẳn biết cái này canh kim giá trị đi. Canh kim, lại bị linh võ đại lục võ giả gọi là bốn đại thần kim một trong. Diệp Thần nghe vậy, vậy hơi lộ vẻ xúc động. Nói cách khác, thông thường hợp đạo cảnh võ giả, căn bản không có chấm mút cái này cấp thấp liệt cùng canh kim tư cách. Hắn nhặt được bảo. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm già nua ở Diệp Thần trong đầu vang lên. À, lại có một tia cấp thấp nhất canh kim. Thằng nhóc người vận khí không tệ, người có một giọt bạch hổ linh huyết. Nếu như đem cái này tơ canh kim hấp thu, luyện được một tia canh kim khí, không chỉ có người cường độ thân thể đem sẽ tăng lên một tầng thứ, hơn nữa còn có thể lại nắm giữ một môn tốt hung thú võ. Thanh âm đến từ Tiêu Diêu Thần Quân. Tiêu Diêu Thần Quân hiển nhiên cũng nghe đồn qua. Diệp Thần nghe vậy ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng đáp, Tiêu Diêu Thần Quân, ta có thể đem cái này canh kim hấp thu. Tiêu Diêu Thần Quân gật đầu một cái, đáp ngươi thần ma luân hồi quyết nhưng mà uy chấn cửu thiên công pháp, như thế điểm canh kim, ở ngươi tham gia thăng tiên lớn so với trước đó là có thể hoàn toàn luyện hóa. Diệp Thần trở về thực tế bên trong, đối với Ngộ Uy hỏi, Ngô huynh, cái này tơ canh kim có thể từ trên phi đao để luyện ra sao? Ngộ Uy cười nói, cái này đơn giản, giao cho ta chính là, vậy Hoàng Nguyên chắc không nhận được cái này canh kim, chỉ là tình cờ đem chi luyện nhập phi đao bên trong, thủ pháp xù xì cực kỳ, nếu không ít nhất có thể đem cái này phi đao phẩm chất tăng lên tới cực phẩm, bất quá nói chuyện cũng tốt, cho ta 2 giờ, ta liền có thể đem canh kim lấy ra. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy làm phiền Ngô huynh. Lúc này, Ngộ Uy lại đột nhiên thu liễm nụ cười. Sắc mặt có chút trầm trọng nói, bất quá, vậy Tiêu Thiên Thần có lẽ đã phát hiện cái này phi đao cùng người khác chỗ bất đồng, hắn hẳn vẫn không thể xác định phi đao trong chứa canh kim, nếu không tới thì không phải là hắn, mà là Tiêu gia lão tổ. Nhưng là hắn lần bị thương này, người Tiêu gia tất nhiên tới đòi một giải thích, ta nếu bây giờ đi lấy ra cái này canh kim, liền không cách nào giúp người kháng cự bọn họ, không bằng, chúng ta trước đem Tiêu gia cái này đóng lại nói sau.
Diệp Thần lắc đầu nói, việc này không nên chậm trễ, nếu như cái này phi đao ở giữa canh kim bị Tiêu gia phát hiện, sự tình kia sẽ phiền toái hơn, Ngô huynh vẫn là bắt chặt thời gian đem canh kim lấy ra cho thỏa đáng. Tiêu gia, vốn là bởi vì ta tới, ta sẽ không để cho ngươi thay ta gánh vác hậu quả, nếu không, ta bây giờ liền từ đây chỗ rời đi. Ngô Uy thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, mới thở dài nói, được rồi, ngươi đừng đi ra ngoài, có cấm chế này ở đây, người của Tiêu gia tạm thời vậy không vào được. Hắn biết Diệp Thần là một nói được là làm được người, mình nếu như không đồng ý, hắn một mình rời đi, đụng phải người Tiêu gia sẽ hơn nữa nguy hiểm. Dứt lời, Ngộ Uy liền xoay người đi tầng 3 luyện khí phòng đi tới. Mà Diệp Thần, thì ngồi ở chỗ ngồi, nhàn nhã uống trà, tựa như hoàn toàn không đem Tiêu gia coi ra gì. Thằng nhóc, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, còn không phải là hợp đạo cảnh võ giả, ngươi thật một chút cũng không sợ. Tiêu Diêu Thần Quân đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nếu như Tây vực sự việc truyền tới nơi này, sợ rằng Tiêu gia lão tổ cũng muốn đích thân tới nói xin lỗi. Ta bây giờ mặc dù còn chưa bước vào hỗn nguyên cảnh, nhưng là đã có đối kháng hợp đạo cảnh cường giả tư cách. Dù là tiên tôn tới, ta bùng nổ toàn lực, tiên tôn cũng đừng nghĩ ở ta trước mặt được chỗ tốt gì. Chẳng qua dùng ngàn binh bạo phá hủy hết thảy. Tây vực bị ta làm lòng người bàng hoàng, ta không ngại cầm cái này đăng thiên thành bao phủ đang sợ hãi bên trong. Tiêu Diêu Thần Quân khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đoán Tạo Thần Quân cầm ngàn binh bạo lớn như vậy sát khí giao cho Diệp Thần, thật là linh võ đại lục ác mộng. Ngay tại lúc này, cửa tiệm dưới lầu đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một cái uy nghiêm thanh âm ở trong tiệm vang vọng, tổn thương con ta thiên thần người. Cho ta cút ra đây. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, tới. Người Tiêu gia, rốt cuộc đã tới. Bất quá nghe người này nói, hắn cũng không phải là Tiêu gia vị kia lão tổ, mà là Tiêu Thiên Thần phụ thân. Ở Trần Chi Phàm đưa cho trong tài liệu, cũng có liên quan tới người này tin tức. Tiêu gia gia chủ, Tiêu Lãng, hợp đạo cảnh trung kỳ. Còn như cụ thể mấy tầng trời, không người nào biết. Dưới lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tiêu gia mọi người đang đi lên lầu tới. Diệp Thần, đứng lên, khẽ mỉm cười, đi lầu 3 lối vào đi tới. Diệp Thần đứng ở lầu 3 lối vào, cấm chế màn sáng đã ẩn núp, hắn có thể rõ ràng thấy rõ, đoàn người đang phải đi hết lầu tới. Người cầm đầu ăn mặc kiện trường bào màu đen, đầu đội vũ quan, giơ tay nhấc chân gian cho người một loại tôn quý uy nghiêm cảm giác, hiển nhiên ở lâu lên chức. Hắn, chính là Tiêu Lãng. Mà ở Tiêu Lãng bên người, còn đi theo mấy người, phần lớn ăn mặc thống nhất quần áo trang sức, thoạt nhìn là Tiêu gia tùy tùng, còn có một người, Diệp Thần ngược lại là gặp qua. Diệp Thần ánh mắt khẽ híp một cái, người này chính là tên kia mới đầu đối với hắn mắt lạnh tương đối, sau đó lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ linh khí trải nhân viên. Tiêu Lãng trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nghiêng đầu hướng về phía tên kia nhân viên hỏi, là hắn sao? Vậy nhân viên nhỏ lúc này nào còn có chút nào thần sắc sợ hãi, Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa, lại khủng bố, có thể là hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả đối thủ sao? Đây quả thực giống như đang hỏi, con kiến có thể hay không dơ lên dãy núi như nhau? Mình bây giờ đứng ở Tiêu Lãng sau lưng, đã hoàn toàn không đem Diệp Thần để ở trong mắt. Vậy nhân viên đầu tiên là trí đắc ý đầy đất nhìn Diệp Thần một mắt, phảng phất là nói, như thế nào? Không nghĩ tới ta sẽ mang hợp đạo cảnh võ giả trở về chứ? Sau đó mới cung kính đối với Tiêu Lãng nói, hồi bẩm Tiêu gia chủ, chính là cái này người, đả thương đại công tử. Giọng tựa như đem mình làm người Tiêu gia vậy, nói xong hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, giống như là muốn là Tiêu Thiên Thần hả giận. Diệp Thần có chút im lặng. Hắn gặp qua chân chó, không gặp qua như thế chân chó, người này ngược lại cũng là một nhân tài, ở cửa hàng vũ khí làm công nhân thật đúng là khuất tài, hắn hẳn đi trong hoàng cung làm thái giám mới được. Tiêu Lãng lúc này ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá Diệp Thần, người này bất quá là thần vương cảnh, không chỉ có thể đánh bại mình nhi tử, chính là bây giờ đối mặt mình, cũng là ổn định như thường, không có chút nào ý lùi bước. Không thể không nói, thiên phú này và sự can đảm. Đều là hết sức kinh người. Nhưng, một người quá có dũng khí, thường thường cũng không biết sống được quá lâu. Cho dù ngươi là tuyệt thế không ra thiên tài, ngươi,
vì sao tổn thương con ta? Tiêu Lãng cười mỉa hỏi, thật ra thì hắn đã sớm biết chuyện đầu đuôi. Bất quá, hắn thân là Tiêu gia gia chủ, dĩ nhiên không phải đầu óc người đơn giản, băn khoăn càng hơn, trong đó trọng yếu nhất, và Tiêu Thiên Thần nghĩ như nhau. Chính là Diệp Thần giết Hoàng Nguyên sau đó, Hoàng Sán vì sao không có đối với Diệp Thần ra tay? Hoàng Nguyên mặc dù không phải là Hoàng Sán ruột thịt nhi tử, nhưng dẫu sao cũng là hắn cháu ruột, Hoàng Sán đối với hắn vậy khá là sủng ái, nhưng mà, Hoàng Nguyên bị giết, Hoàng Sán lại đang một tiếng gầm lên không có kết quả sau đó, liền thật giống như không truy cứu nữa. Cho nên hắn dự định trước thăm dò một chút Diệp Thần miệng gió, đồng thời, hắn đã phái người đi tìm Hoàng Sán tung tích, xem có thể hay không từ Hoàng Sán nơi đó hỏi ra chút gì. Diệp Thần nhàn nhạt nói, lệnh công tử ép mua đồ ta không được, cùng ta động thủ, nhưng là hắn quá yếu, không tiếp nổi ta ba quyền thì đã trọng thương. Tiêu Lãng nghe vậy, ánh mắt run lên, Diệp Thần nói Tiêu Thiên Thần quá yếu, là đối với Tiêu gia khiêu khích. Tiêu Lãng bên cạnh mấy cái người làm, đã là mặt đầy sắc giận. Công tử nhà ta yếu, sợ không phải ngươi dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn chứ. Đúng vậy, nói không chừng là công tử nhà ta mềm lòng, nhất thời khinh thường, ngược lại bị ngươi cái này âm hiểm xảo trá đổ ám toán. Quang Minh Chánh đại tỷ thí, công tử tuyệt sẽ không thua. Tiêu Lãng mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn là vung tay lên, chặn lại bọn thủ hạ, tiếp tục nói. Ngươi chuôi này phi đao, cũng bất quá là ngươi từ Hoàng Nguyên trong tay đoạt được, Thiên Thần cùng Hoàng Nguyên bản là bạn tốt, hắn vốn là chỉ là muốn là bạn tốt đòi lại di vật. Hơn nữa, cho ngươi mở ra liền rất tốt điều kiện, ngươi không chấp nhận thì thôi, còn ra nói nhục mạ, cho nên hắn mới ra tay, có thể ngươi nhưng đem hắn đánh trọng thương. Ngươi tuổi trẻ, ngươi rất có thực lực, nhưng có phải hay không có chút, quá độc ác. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt đông lại một cái này Tiêu Lãng, ngược lại là lòng dạ khá sâu, hắn như thế nói, chính là mình tìm một cái xuất thủ lý do tránh đáng. Đầu tiên, sẽ không rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu, thứ nhì, nếu như Diệp Thần sau lưng có thế lực gì, vậy dễ dàng cho đối phương một câu trả lời, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương cùng Tiêu gia xê xích không nhiều dưới tình huống. Diệp Thần một bước ra, lạnh lùng mở miệng nói, Hoàng Nguyên làm nhục ta, cũng hổ thẹn bạn ta, càng muốn giết ta, như vậy, hắn tự nhiên phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Đời này giá cả, chính là hắn có hết thảy. Chẳng lẽ một người hổ thẹn ngươi, càng phải giết ngươi, hắn sau khi chết, ngươi còn dày hơn táng hắn, cho hắn dập đầu đốt thơm. Còn có ngươi nhi tử Tiêu Thiên Thần, hắn vậy là muốn cùng người giao dịch thái độ. Hắn là tới mua đồ không phải tới đòi nợ, ta không nợ hắn cái gì, cũng không phải cha hắn, không cần phải nhân nhượng trước hắn. Tiêu Lãng nghe vậy, sát ý bùng nổ, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Diệp Thần câu nói kia, đã là trắng trợn vũ nhục. Coi như Tiêu Lãng hàm dưỡng khá hơn nữa, cũng nên tức giận. Ở Tiêu Lãng bên cạnh nhân viên bị cái này lạnh thấu xương sát ý ảnh hưởng, lại chân mềm nhũn lại một lần nữa tê liệt ngã xuống đất. Mà Diệp Thần mặc dù trực diện liền hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả sát ý, đổ vẫn giữ ổn định, thần sắc ung dung nói. Đừng hư trương thanh thế, người đến bây giờ còn không động thủ, bất quá là bởi vì Hoàng Sán không có giết ta, lo lắng sau lưng ta có cái gì dựa vào mà thôi. Tiêu Lãng nghe vậy, sát ý dần dần tiêu tán, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Thần cặp mắt, hắn nhìn ra được, Diệp Thần là thật không sợ hãi, cũng không phải là ở cậy mạnh. Có thể Diệp Thần ở trước mặt mình còn dám khùng như vậy là tại sao? Chẳng lẽ sau lưng hắn thật sự có người? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra thì Diệp Thần nếu như ở hắn chất vấn nói xin lỗi nhượng bộ, hắn thật sự có thể bây giờ liền muốn ra tay. Hắn biết Diệp Thần nếu dám đối với Tiêu Thiên Thần động thủ liền tuyệt không phải một cái chịu tùy tiện cúi đầu người. Hắn nếu như cúi đầu, liền là thật không có cách nào. Nhưng mà Diệp Thần biểu hiện được vượt cuồng ngông, Tiêu Lãng càng trong lòng không có chắc. Diệp Thần tiếp theo cười nói, ta lấy thần vương cảnh tu vi, có thể ba quyền đả bại Tiêu Thiên Thần, là dạng gì tư chất, ngươi hẳn trong lòng rõ ràng. Ta ở những đại thế lực kia trong mắt, có cái gì giá trị, lại càng không dùng ta nói nhiều, mà bây giờ đăng thiên thành ở giữa thế lực lớn có cái nào là ngươi Tiêu gia có thể chọc nổi. Ngươi là một người thông minh, sẽ không muốn không rõ ràng chứ. Tiêu Lãng trầm mặc,
hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn từ mặt hắn lên nhìn ra một tia đầu mối, có thể bằng hắn mấy vạn năm lịch duyệt, lại không nhìn thấu trước mắt tới tuổi 20 thanh niên. Hắn biết, có chút đặc biệt ưu tú thiên tài, sẽ ở thăng thiên lớn so với trước đó, đạt được một ít thế lực mời. Ví dụ như thăng thiên trên bảng trước mấy vị, cũng khả năng có được như vậy đãi ngộ, nhưng mà, Diệp Thần, hắn có thể không? Diệp Thần dẫu sao còn chỉ là thần vương cảnh à, những cái kia thăng thiên trên bảng gần trước thiên tài, nhưng mà có đánh chết hợp đạo trung kỳ thực lực. Bất quá, Diệp Thần có thể ba quyền đả bại Tiêu Thiên Thần, cũng là một cái 10 phần yêu nghiệt, coi như không phải mạnh nhất vậy mấy cái thế lực chọn chúng hắn, cho dù là hơi yếu một chút thế lực, cũng không phải Tiêu gia có thể chọc nổi à. Phải biết, Tiêu gia, ở Đăng Thiên Thành mặc dù số 1 số 2, nhưng trên thực tế, dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, bất quá là một mấy lưu thế lực mà thôi. Tiêu Lãng tạm thời có chút chần chờ, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi, thuộc về cái nào tông phái? Chỉ gặp Diệp Thần ngạo mạn cười nói, ngươi còn chưa xứng biết ta tông phái danh hiệu. Diệp Thần tự nhiên không muốn động thủ. Dứt khoát liền đem sai liền sai. Bởi vì một khi động thủ, có thể sẽ ảnh hưởng Ngô lão bản tinh luyện canh kim. Hắn ngược lại là muốn đến vừa ra ra Cát Lượng kế bỏ chống thành. Hai người đối mặt hồi lâu, Tiêu Lãng đột nhiên cười một tiếng nói, là ta bị tiểu nhân nói gạt, hiểu lầm liền Diệp công tử, đắc tội. Vừa nói quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa hàng vũ khí nhân viên. Vậy cửa hàng vũ khí nhân viên ngây ngẩn nhìn Tiêu Lãng nói, Tiêu gia chủ, ngài nói gì? Ta! Không cùng hắn nói xong, Tiêu Lãng đột nhiên khoát tay, nhẹ nhõm đè ở trên người hắn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vậy nhân viên lại trực tiếp hóa là phấn vụn tiêu tán. Chúng ta đi! Tiêu Lãng đột nhiên xoay người xuống lầu, vậy mấy người tùy tùng tạm thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Tiêu Lãng hình bóng, nhà ở lại nhượng bộ. Điều này sao có thể? Bất quá bọn họ vẫn là rất mau liền đi theo Tiêu Lãng bước chân, lúc này, nếu có người đi ở Tiêu Lãng trước mặt, liền sẽ phát hiện sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Diệp Thần nhẹ nhàng khạc ra một hơi, ngồi về trên ghế. Mà Tiêu Lãng sau khi xuống lầu, nhưng cũng không có rời đi, hắn giương tay một cái, một quả ngọc bài bay ra, treo ở trước người, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, ngọc bài bên trong liền truyền ra một cái cung khiêm thanh âm nói, gia chủ. Có gì phân phó? Một nén hương bên trong, bẩm báo hoàng sán vị trí, nếu như không làm được, ngươi và thủ hạ ngươi tất cả mọi người, ra pháp xử trí. Tiêu Lãng thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào, nhưng mệnh lệnh của hắn, so với bất kỳ tức giận mắng cũng càng làm cho người sợ hãi. Ngọc bài bên kia vội vàng đáp, ra pháp xử trí. Đây chính là tùy thời sẽ bỏ mạng. Một sau một nén nhang. Ngọc bài sáng lên, từ trong truyền trước khi tới chàng trai thanh âm nói, gia chủ, tìm được, hoàng sán bây giờ ở Thương Vân núi Thiên Hương Uyển bên trong. Thiên Hương Uyển, cách được ngược lại là có chút xa. Tiêu Lãng thần sắc khá là khinh thường, Thiên Hương Uyển, là đang tu hành giới nổi danh tìm vui chi địa, trong đó cô gái, đều là một ít tinh thông song tu thuật lò, bất quá Tiêu Lãng từ trước đến giờ khinh thường tại ở nơi như vậy bên trong lãng phí thời gian. Hắn lạnh lùng đối với vậy mấy người tùy tùng nói, xem chặt hắn, nếu như ta lúc trở về không tìm được hắn, các ngươi mấy người, giống vậy ra pháp xử trí. Bốn tên hợp đạo cảnh sơ kỳ tùy tùng đồng thời thần sắc như thường, khom người đáp ưng. Diệp Thần, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Tiêu Lãng nhìn một cái linh khí trải ba tầng, đằng thân hướng Thương Vân núi phương hướng phi độn đi. Ngay tại Tiêu Lãng sau khi đi không bao lâu, Ngộ Uy vậy từ luyện khí trong phòng đi ra, hắn mặt đầy vẻ hưng phấn, dè dặt bưng ngọc trong tay bình, đi tới Diệp Thần trước mặt cười nói. Ha ha ha, thành công, ta lại có thể tiếp xúc tới canh kim, đây là nhiều ít luyện khí sư mơ ước à. Tách ra canh kim, toàn bộ đều ở chỗ này. Vừa nói đưa ra bình ngọc. Diệp Thần nghe vậy cũng là mặt đầy vui mừng, nhận lấy bình ngọc đối với Ngộ Uy nói, đa tạ Ngô huynh, còn có một chuyện. Mới vừa rồi Tiêu Lãng đã tới. Tiêu Lãng, Ngộ Uy thần sắc khẩn trương, hắn ở nơi nào? Cái này Tiêu Lãng cũng không phải là tốt như vậy đã phát. Đi, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Đi, đi như thế nào? Diệp Thần cười một tiếng nói, bị ta tức chạy, bây giờ hắn hẳn đi tìm Hoàng Sán, bất quá hắn chốc lát nữa hẳn còn sẽ trở lại,
Ngô huynh, người nơi này nhưng có địa phương mượn ta bế quan mấy giờ? À, Ngô Uy kinh ngạc nhìn Diệp Thần, người bây giờ muốn bế quan? Đúng vậy, còn có một chuyện, Ngô huynh, ta hy vọng ngươi tạm thời rời đi nơi này, ta sở dĩ ở chỗ này bế quan, chỉ là muốn mượn dùng ngươi cấm chế, ta không hy vọng ngươi là ta ngăn cản Tiêu gia, nếu không, ta vẫn là sẽ rời đi. Ngô Uy yên lặng chốc lát, rốt cuộc gật đầu nói, được, ngươi đi theo ta. Ngô Uy vừa nói, mang Diệp Thần đi tới trong một căn mật thất, đem một khối trận bàn giao cho Diệp Thần nói, nơi này là phòng tu luyện, còn có thể khởi động một tầng cấm chế, đây là trận bàn, cho ngươi. Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Thần một mắt, dù sao cũng đừng chết, nếu không ta có thể thật xin lỗi Phạm huynh. Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta không có việc gì. Ngộ Uy sau khi rời đi, Diệp Thần khởi động tầng thứ hai cấm chế, ngồi xếp bằng ở bên trong mật thất ngồi xuống, lấy ra bình ngọc, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Trong lòng đối với Tiêu Diêu Thần Quân nói, Tiêu Diêu Thần Quân, bắt đầu đi. Tiêu Diêu Thần Quân nói, được, người giữ ta chỉ thị vận chuyển công pháp. Diệp Thần theo Tiêu Diêu Thần Quân thanh âm bắt đầu vận chuyển thần ma luân hồi quyết, trên bình ngọc phong ấn tiêu tán, chấm lóe lên kim quang kim loại bột từ miệng chai bay ra. Theo công pháp vận chuyển kim loại hồng vây quanh Diệp Thần xoay tròn, thỉnh thoảng có một viên bột hướng Diệp Thần bay đi, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Theo canh kim dung nhập vào, Diệp Thần hơi thở đang thật nhanh lớn mạnh. Thiên Hương Uyển tọa lạc tại Thương Vân núi đỉnh núi chỗ, Tiêu Lãng đứng ở đám mây, mắt nhìn xuống dưới chân Thiên Hương Uyển, quát to, thăng tiên tiếp đón đại sứ Hoàng huynh có thể ở chỗ này. Sóng âm vang khắp toàn bộ đỉnh núi. Một đạo độn quang bốc lên, bay về phía Tiêu Lãng. Mấy giây sau đó, Tiêu Lãng chợt bắn lên độn quang, đi đăng thiên thành bay đi, mà Hoàng Sán thì sảng khoái nhìn Tiêu Lãng rời đi bóng người, cười lạnh nói, Diệp Thần à Diệp Thần, ta không thu thập được ngươi, ngươi nhưng tự tìm chết, đây có thể không oán ta được à, ha 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 ha. Trong mật thất, Diệp Thần lúc này mồ hôi đầm đìa, mặt đầy ngưng trọng, vốn là vây quanh chung quanh người canh bột vàng mặt đều đã bị hắn hút vào trong cơ thể, sau lưng bốc lên một đạo hổ đen hư ảnh, hổ ảnh quanh người tản ra kim quang nhàn nhạt, hắn đang liều mạng luyện hóa trong cơ thể canh kim. Cho dù là cấp thấp liệt cùng canh kim, trong đó kim khí cũng là khó có thể tưởng tượng được khổng lồ, cơ hồ phải đem Diệp Thần kinh mạch căng bể. Diệp Thần chỉ có thể đem thần ma luân hồi quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, dựa vào trong huyết mạch bạch hổ máu tươi lực lượng, một chút xíu tiêu hóa cái này vô cùng minh mông kim khí. Theo kim khí bị luyện hóa, Diệp Thần trong kinh mạch, mơ hồ tản mát ra loãng ánh sáng màu vàng, mà sau lưng hổ đen hư ảnh phát ra kim quang cũng càng thêm đậm đà một ít. Nhưng vào lúc này, lầu truyền ra ngoài tới một tiếng vang thật lớn. Một đạo độn quang lấy vô biên uy thế đập rơi xuống đất, hiện ra Tiêu Lãng bóng người. Hắn lạnh lùng đối với mấy tên Tiêu gia tùy tùng hỏi, Diệp Thần còn có ở bên trong không? Bẩm báo gia chủ, thằng nhóc kia núp ở lầu bên trong, nửa bước không cách. Tiêu Lãng từng bước một lên lầu, trong miệng quát lên, Diệp Thần, người dám lừa gạt ta. Thoáng qua gian đã tới đến ba tầng lối vào, một chưởng đánh ra, ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo ánh sáng màu vàng mạc xuất hiện, chặn lại Tiêu Lãng nhất kích, có thể màn sáng rõ ràng ảm đạm một phần. Tiêu Lãng hít sâu một hơi, vô biên thiên địa linh khí hướng hắn vọt tới, ở trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Thiên địa hỗn nguyên chưởng, phục long kích. Một chưởng đánh ra, có tiếng rồng ngâm, không gian rung động, vô số tia chớp màu đen theo chưởng lực di động. Mơ hồ có phải bị tê liệt dấu hiệu. Thiên địa dao động, toàn bộ đăng thiên thành người đều cảm thấy một tia chấn động. Vô số vết nứt ở ánh sáng màu vàng mạc lên thật nhanh di động. Lúc này, đang luyện hóa canh kim Diệp Thần cảm giác giống vậy đến Tiêu Lãng đến, nhưng lúc này chính là luyện hóa canh kim thời khắc mấu chốt, nếu như dừng lại sẽ là công dã tràng. Nhưng là Diệp Thần như cũ lựa chọn luyện hóa. Cũng chính là Diệp Thần. Đối mặt hiệp giận mà đến hợp đạo cảnh võ giả còn có thể giữ bình tĩnh, chấn định bình thường vận hành thần ma luân hồi quyết. Tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, quang sắc trên màn sáng vết nứt càng ngày càng nhiều, thời gian từng giây từng phút địa lưu thệ, Diệp Thần sống sót cơ hội vậy càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc, ở Tiêu Lãng không ngừng toàn lực đánh xuống, màu vàng nhạt màn sáng rốt cuộc giống như bị đập nát bấy thủy tinh vậy tan vỡ, hóa là chấm quang trần tiêu tán ở trong không khí. Tiêu Lãng rốt cuộc leo lên lầu các tầng thứ ba.
hắn ánh mắt bốn phía đảo qua, cũng không có phát hiện Diệp Thần bóng người, cường đại thần niệm thả ra, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Tiêu Lãng sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem, chẳng lẽ vậy mấy cái ngu xuẩn không có đem người nhìn chăm chú vào, bị Diệp Thần thằng nhóc này chạy trốn. Bất quá, hắn đột nhiên thần sắc động một cái, mơ hồ cảm ứng được một tia cấm chế lực. Hắn hướng cấm chế lực nguồn đi tới, rất nhanh, một bức tường vách đá liền chặn đường đi của hắn lại. Tiêu Lãng ánh mắt nhỏ tránh, ngưng mắt nhìn vậy trận nhìn như bình thường không có gì lạ vách tường, đột nhiên một chưởng đánh ra. Thiên địa hỗn nguyên chưởng chính là Tiêu gia số một số hai võ, uy lực kinh người, chặn một cái thông thường vách tường, vốn nên ở ngay lập tức gian liền hóa là phấn vụn. Có thể cái này nhìn chút nào không chỗ đặc thù vách tường bề ngoài, lại đột nhiên hiện ra một đạo quỷ dị màn sáng màu đỏ, đỡ được Tiêu Lãng nhất kích. Tiêu Lãng ánh mắt đông lại một cái, cười lạnh một tiếng, vẫn còn có một tầng cấm chế, quả nhiên, nơi này cũng không bình thường. Tiểu súc sinh, người bây giờ liền tránh ở bên trong đi, chờ ta lập tức sẽ tới, người sẽ rõ ràng, ta lửa giận là kinh khủng dường nào. Lại là một chưởng, đánh được màn sáng màu đỏ ánh sáng lóe lên, lúc sáng lúc tối. Quỷ dị chính là, tạm thời lại không có xuất hiện vết nứt, cái này màn sáng màu đỏ, lại so ba tầng lối vào cấm chế hơn nữa ngưng tụ rất nhiều. Nhưng là, này cùng cấm chế, vẫn không cách nào chịu được hợp đạo cảnh võ giả tiếp liền đánh. Tiêu Lãng hít sâu một hơi, chợt nhắc tới cả thân lực lượng, hướng vậy mặt vách tường điên cuồng đánh. Bịch bịch, bịch bịch, bịch bịch. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang ở bên ngoài mật thất không ngừng vang lên. Diệp Thần chân mày càng nhíu vượt chặt, cho dù lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Nếu như bây giờ cấm chế bị phá, hắn, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hắn lấy thần ma luân hồi quyết luyện hóa canh kim đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này coi như hắn muốn dừng lại công pháp cũng rất khó làm được, bởi vì tùy tiện dừng lại công pháp, canh kim khí cắn chả có thể trực tiếp đem hắn từ bên trong mà bên ngoài vặn thành mảnh vỡ. Diệp Thần liều mạng vận chuyển công pháp, chỉ cầu có thể nhanh hơn một phần đem canh kim khí luyện hóa thành công. Còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa. Mà ngay lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, mật thất cấm chế hoàn toàn bị phá hoại. Vách tường nghiền, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tiêu Lãng liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng tu luyện Diệp Thần, giờ phút này Diệp Thần quanh thân hơi thở cực kỳ khủng bố. Thậm chí có một đạo cuồng bạo hổ đen hư ảnh bàn lượn quanh ở trái và phải. Hắn hơi biến sắc mặt, cái này hổ đen hư ảnh, lại làm hắn vậy mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi, vậy là tới từ bản năng sợ hãi, giống như cấp thấp sinh mạng đối mặt cao cấp sinh mạng lúc vậy. Đây chẳng lẽ là linh võ đại lục viễn cổ hung thú hư ảnh? Mình vẫn là xem thường cái này Diệp Thần. Hắn tiềm lực, xa không Tiêu Thiên Thần có thể so với. Hoàn toàn là hai cái bất đồng tầng thứ. Bất quá, Tiêu Lãng giơ bàn tay lên, tàn nhẫn mà vui thích nhìn đang chau mày, đắm chìm trong tu luyện Diệp Thần. Hắn không biết Diệp Thần lúc này đối mặt mình đến, tại sao còn sẽ trong tu luyện. Nhưng hắn biết, bỏ mặc Diệp Thần thực lực chân thật có cường hãn dường nào, bỏ mặc hắn còn có cái gì lợi hại hậu thủ, lúc này, không khác nào cá trên thớt, dê con đợi làm thịt. Mắt gặp tiền đồ vô lượng. Có cao nhất tư chất một đời thiên kiêu sắp bỏ mạng ở trong tay mình. Tiêu Lãng trên mặt nổi lên một loại khác thường thỏa mãn, hắn thiên phú ở nơi này đăng thiên thành bên trong mặc dù coi là không tệ. Có thể dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, có vô số so hắn ưu tú thiên tài chân chính, mình ở trước mặt bọn họ, thật là liền sách giày cũng không xứng, mà bây giờ, một cái ở tương lai rất có thể có cùng những cái kia thiên tài chân chính cửa ganh đua cao thấp tư cách yêu nghiệt thiếu niên. Sẽ chết ở trong tay mình. Chỉ vì là hắn chọc phải Tiêu gia. Suy nghĩ một chút, sẽ để cho hắn cảm thấy đáng tiếc, thật là trời ghen tị anh tài, vậy chính vì vậy, Tiêu Lãng mới sẽ không so thống khoái. Hắn vốn là không định bỏ qua cho Diệp Thần, nhưng biết Diệp Thần tiềm lực như vậy kinh người sau này, hắn càng không thể nào để cho Diệp Thần còn sống. Bởi vì, rất nhanh Diệp Thần liền sẽ quật khởi, có lẽ liền ở ngày mai thăng thiên thi đấu lên. Viên này ngôi sao cực mới, đem lóng lánh tất cả mọi người trong mắt. Khi đó, Tiêu gia, bất quá là Diệp Thần tiện tay có thể hủy diệt con kiến nhỏ. Cho nên, Diệp Thần, phải chết. Liền Diệp Thần đều có chút tuyệt vọng,
lúc này coi như hoàn toàn phóng thích Tiêu Diêu thần quân lực lượng, kết quả tốt nhất cũng chính là và Tiêu Lãng lưỡng bại câu thương. Dẫu sao Tiêu Diêu thần quân lực lượng sử dụng quá nhiều lần. Hơn nữa Tiêu Diêu thần quân bất quá là hợp đạo cảnh mà thôi. Nháy mắt tức thì, Tiêu Lãng trưởng lực đã ngưng tụ, thì phải đánh phía Diệp Thần, mà Diệp Thần, vậy hung hãn cắn răng một cái, chuẩn bị không để ý canh kim khí cắn trả, phóng thích Tiêu Diêu thần quân lực lượng lúc. Dị biến phát sinh, một đạo côn ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào Tiêu Lãng huyệt thái dương. Tiêu Lãng đối mặt nhìn như không có chút nào lực phản kích Diệp Thần, tạm thời tâm hỉ, thần niệm tất cả đều tập trung ở Diệp Thần trên mình, hoàn toàn không có nhận ra được bên người ẩn núp một người. Mà Diệp Thần lại là toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện hóa canh kim khí lên, càng đối với cái này núp ở bên người thần bí không biết gì cả. Tiêu Lãng sắc mặt đại biến, một kích này, lại để cho hắn mơ hồ cảm nhận được chết uy hiếp. Lúc này vậy cố không được công kích Diệp Thần, miễn cưỡng xoay tay ngăn cản hướng đánh lén này mà đến côn ảnh. Cái này côn ảnh hơi thở, phẩm cấp như vậy khủng bố. Giao thủ một cái, cảm nhận được vậy côn ảnh lên mơ hồ tản ra năng lượng cường đại, Tiêu Lãng liền hơi biến sắc mặt, một kích này, lại đánh được hắn đổ lùi lại mấy bước, chân khí lay động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị thương nhẹ. Mà lúc này, hắn vậy rốt cuộc thấy rõ người tới, chính là thần binh các lão bản, Ngộ Uy. Ngộ Uy, là ngươi, ngươi tại sao tổn thương ta? Chấm, Tiêu Lãng kinh ngạc nói. Nhưng, Ngộ Uy hiển nhiên không có cùng hắn nói chuyện dự định, thừa dịp Tiêu Lãng lúc này chân khí xốc xếch, không chút do dự một côn tảo tới. Hoàn toàn không cho Tiêu Lãng trọng chỉnh tư thế cơ hội. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Tiêu Lãng thở bình thường lại, cho dù hắn có cái này cây tổ tiên truyền tới thần bí côn ngắn, cho dù hắn cảnh giới không thấp, vậy tuyệt không cách nào ở Tiêu Lãng trong tay chống nổi 10 chiêu. Tiêu Lãng con người có giúp một cái. Cái này Ngộ Uy vì thừa dịp chân khí của hắn không khoái cơ hội thừa thắng truy kích, lại không tiếc dùng để tổn thương đổi bị thương liều mạng lối đánh công hướng mình. Trong chốc lát, Tiêu Lãng lại bị hợp đạo cảnh Ngộ Uy chế trụ, có thể Ngộ Uy sắc mặt nhưng càng ngày càng ngưng trọng, hắn biết, thời gian kéo dài càng lâu, đối với mình càng bất lợi, một khi Tiêu Lãng đem hơi thở điều hòa, mình cũng chưa có bất kỳ chiến thắng hắn khả năng. Tiêu Lãng bị Ngộ Uy áp chế trên trăm chiêu, nhưng thủy chung không có sa sút. Đột nhiên, hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, cả người khí thế biến đổi, trưởng lực bùng nổ, lại trực tiếp đem Ngộ Uy trầm trọng vô cùng một côn tảo mở. Ngộ Uy không khỏi được thân hình thoát một cái, miễn cưỡng định trụ trận cước, nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, Tiêu Lãng một trưởng đã tới Ngộ Uy trước mặt, Ngộ Uy chỉ có thể giơ côn miễn cưỡng ngăn cản, ầm một tiếng, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Ngộ Uy sắc mặt thảm biến, Tiêu Lãng hơi thở đã bình phục. Hợp đạo cảnh tu vi thân thể đầy đủ hiện, chính diện giao phong mình căn bản không có ngăn cản có thể. Mới vừa rồi một kích kia cho dù bị hắn hoàn toàn phòng ở, có thể vẫn là bị thương. Một trường, hai trường, ba trường. Tiêu Lãng mỗi một lần ra tay, nhất định đi đôi với Ngộ Uy hộc máu, làm hắn đánh ra trường thứ sáu thời điểm, Ngộ Uy rốt cuộc lại cũng không cách nào chịu đựng. Nháy mắt tức thì, bị mạnh mẽ trường lực oanh bay, trong miệng máu tươi ói như điên. Trùng trùng rơi trên mặt đất. Chuôi này phẩm cấp cực cao côn ngắn cũng theo đó lăn xuống một bên, Ngộ Uy vùng vẫy muốn đem côn ngắn cầm xoay tay bên trong, thân thể nhưng không cách nào di động chút nào, chỉ có thể hai mắt đỏ như máu chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lúc này cũng là sắc mặt hơi có vẻ thương trắng, tiếp liên kích phá hai tầng cấm chế, lại cùng Ngộ Uy một phen đại chiến, cho dù lấy hắn tu vi vậy hơi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn đánh ngã Ngộ Uy, một hơi tỉnh lại sau đó, liền lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần còn đang tu luyện bên trong, Tiêu Lãng mặt hiện vui mừng, mặc dù xuất hiện biến cố này, nhưng, Diệp Thần vẫn là được chết. Hắn không chút do dự hướng Diệp Thần phóng tới, trưởng lực ngưng tụ. Mà trên đất Ngộ Uy thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, tức giận hét lớn, khốn kiếp, tới giết ta à? Đừng đối với tiểu bối ra tay. Tiêu Lãng hung tợn quét hắn một mắt, cười lạnh nói, đừng nóng, chờ ta giết Diệp Thần, lập tức đến phiên ngươi. Lời nói mới vừa rơi xuống. Diệp Thần cặp mắt đột nhiên mở ra, một cặp mắt màu tựa như vàng thật chế tạo vậy tản mát ra kim quang sáng chói, một cổ vô cùng uy thế phóng lên cao. Sáu cái thần vương đạo trôi lơ lửng ra,
mơ hồ tăng trưởng. Thêm nhanh chóng ẩn núp. Thân thể lại là truyền ra đùng đùng vang lớn. Tiêu Lãng, Ngộ Uy, thấy vậy đều là sững sốt một chút, Diệp Thần, lại đang thời khắc mấu chốt này, tu luyện song thành. Hơn nữa, hắn tu vi đã đột phá đến thần vương cảnh tầng 9 thiên. Thần vương cảnh đỉnh cấp. Nửa bước hỗn nguyên cảnh. Ngộ Uy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, có thể rất nhanh liền phai nhạt xuống, Diệp Thần tu luyện thành công thì như thế nào, đột phá cảnh giới thì như thế nào. Mặc dù dưới mắt hơi thở, đủ để chứng minh Diệp Thần thiên tư khủng bố. Có thể hiện nay, thần vương cảnh tầng 8 thiên tầng 9 trời, thậm chí còn đỉnh cấp, dù là hỗn nguyên cảnh, ở Tiêu Lãng trong mắt, cũng không có gì khác biệt. Lúc này, Tiêu Lãng thiên địa hỗn nguyên trưởng ấn, đã đánh tới Diệp Thần trước mặt. Mình mông trưởng lực cho dù vẫn chưa có hoàn toàn đánh vào hắn trên mình, Diệp Thần gò má vậy xuất hiện đạo dấu máu. Nhưng dù vậy, đối mặt cái này hợp đạo cảnh võ giả một kích toàn lực, Diệp Thần phủ đầy máu tươi thanh tú trên gương mặt, nhưng vẫn chút nào không gặp sợ hãi. Hắn biết, mới vừa tu luyện xong, cảnh giới vẫn chưa ổn định, bây giờ còn không có đầy đủ lực lượng tiếp Tiêu Lãng một trường này. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Lãng dùng bí pháp tăng lên mấy phần thực lực. Nhưng là, hắn còn có luân hồi mộ địa lực lượng. Tiêu Diêu thần quân, cho ta một tia lực lượng. Diệp Thần ở trong lòng quát to. Tiêu Diêu thần quân mới vừa muốn động thủ, nhưng là lại phát hiện một tia khác thường, hắn không có ra tay. Thằng nhóc, ta cảm giác không cần ta động thủ, người mi tâm vậy đạo ác ma mắt. Tựa hồ bởi vì canh kim tồn tại, có cái gì không đúng. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Lúc này mới phát hiện ấn đường có một cổ nóng bỏng cảm giác. Đồng thời, bên tai vang lên một đạo tựa như đến từ cửu u thanh âm, canh kim. Lại là canh kim, tiểu tử, được, ngươi luyện hóa canh kim, tương đương với giúp ta bận rộn. Ngày hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần. Đây là ấn đường ác ma mắt thanh âm. Trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng vô tận trào vào bên trong cơ thể. Để cho hắn có một loại có thể nắm trong tay thiên địa, càn quét vũ trụ cảm giác, tựa như hắn tiện tay một chút, liền có thể để cho một ngôi sao bể tan tành. Mà hắn ý thức vậy đồng thời lui thủ thức hải bên trong, mất đi khống chế đối với thân thể. Vào giờ khắc này, Diệp Thần cả người khí thế đại biến, một cổ tựa như thần ma vậy chí cường hơi thở tràn ngập ở hắn không khí quanh thân bên trong. Đăng thiên thành bên trong đếm cặp mắt đồng thời mở ra, lần này. Ánh mắt không có nhắm lại, mà ánh mắt các chủ nhân, vậy rối rít lên đường, nháy mắt tức thì xuất hiện ở trên bầu trời, thần niệm ngay tức thì bao phủ cả tòa đăng thiên thành, cũng rốt cuộc không tìm được hơi thở kia nguồn. Mà ở thần binh bên trong các, Tiêu Lãng lúc này lại là sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng cảm thấy, tại mới vừa, Diệp Thần trong thân thể lại tản mát ra một cổ không thể nào thuộc về hắn khí tức kinh khủng. Bất quá, hắn ngược lại cũng coi là tâm trí kiên cường hạng người. Mặc dù hơi thở kia đã hù được hắn tâm đảm tất cả hàn, toàn thân run rẩy, nhưng là, trước mắt Diệp Thần, vẫn là thần vương cảnh kỳ tu vi. Chỉ cần là thần vương cảnh kỳ tu vi, thì không thể chặn hắn một trưởng này, coi như là chân thần đến chỗ này, cũng phải mất mạng dưới trưởng. Lúc này Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, vô cùng lạnh như băng. Cặp mắt kia tựa như tới từ địa ngục. Cặp mắt kia nhìn về phía đánh tới một trưởng Tiêu Lãng. Trong mắt nhưng tràn đầy nghiền ngẫm, liền tựa như cả người thiết giáp chiến sĩ, nhìn một con kiến đang cắn mình trang bị. Ta chọn người, một con kiến hôi cũng dám động, buồn cười. Hắn nhàn nhạt quát một tiếng, phá. Vô tận ma khí và canh kim khí vần quanh. Cả nhà giống như ban ngày và nửa đêm thay nhau. Diệp Thần trong cơ thể dâng lên một cổ vô cùng bén màu vàng linh khí, hóa là một đạo sợi tơ, đánh vào Tiêu Lãng trưởng ấn nhất chỗ bạc nhược. Thời gian tựa như vào giờ khắc này đông, cái này nhìn uy lực vô cùng trưởng ấn, lại bị cái này tơ vàng đánh trúng trong nháy mắt, biến thành linh khí tiêu tán. Tiêu Lãng nán lại, Ngộ Uy vậy nán lại. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy một loại kết quả. Ngươi, xuất thủ qua, Diệp Thần mở miệng nói, khó hiểu để cho người có một loại cảm giác tang thương, bây giờ, nên ta. Mà lúc này đối mặt Diệp Thần Tiêu Lãng. Đột nhiên trong lòng điềm báo cuồng sinh, một loại sống chết bây giờ mới có cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Hắn cơ hồ theo bản năng liền thi triển cháy máu tươi cùng tu vi bí pháp, lúc đầu xem đứng lên người trung niên dáng ngoài Tiêu Lãng,
trong nháy mắt mái tóc dài tất cả trắng, da khô đét, có thể cả người khí thế nhưng một đường cao tăng, ở leo lên tới cực điểm lúc quát lên một tiếng lớn, thiên địa hỗn nguyên trưởng, mạnh nhất nhất thức, diệt long đánh. Ngâm, chấm than, trưởng lực bùng nổ, cự long rên rỉ vang khắp, không gian biến dạng, vô biên linh khí cuồng trào, mưa gió biến sắc, tựa như một kích này, thật cầm trên 9 tầng trời bay lượn thiên long giết chết vậy. Té xuống đất Ngộ Uy thấy Tiêu Lãng thi triển đỉnh cấp nhất kích, trong mắt đã phủ đầy tuyệt vọng. Một kích này sử dụng, hắn thậm chí bị chèn ép được không cách nào hô hấp, Tiêu Lãng một chiêu này, hoàn toàn đạt tới hợp đạo cảnh đỉnh cấp, thậm chí sắp đụng chạm tạo hóa tiên tôn ngưỡng cửa. Diệp Thần mặc dù đã tiếp liền sáng tạo kỳ tích, nhưng Ngộ Uy còn chưa cho rằng, Diệp Thần có thể gánh nổi cái này diệt long đánh, dẫu sao, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một người thần vương cảnh võ giả. Con kiến hôi kỹ, cũng dám xưng bậy diệt long. Ác ma mắt khống chế Diệp Thần thân thể khinh thường lắc đầu nói, cho dù dùng để cho cấp thấp long tộc cù lét ngứa cũng không thể, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, chân chính dùng để diệt long thần thông võ, nên có như thế nào uy thế. Diệp Thần chợt hít sâu một hơi, bày ra một cái kỳ dị dáng điệu. Trong miệng nhàn nhạt nói, đồ thần chém. Ta ma tộc không đồ sát người, chỉ đồ thần. Diệp Thần sau lưng hổ đen gầm thét một tiếng, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn cũng dậy kiếm chỉ, hướng về phía Tiêu Lãng cách không chém một cái, theo kiếm chỉ rơi xuống, một đạo kim sắc huy quang hướng Tiêu Lãng bắn ra. Không có trời đất biến sắc, không có vô biên linh khí, có, chỉ là một tia chói mắt huy quang. Nhưng, trong óc Diệp Thần nhưng thần sắc kinh dị, hắn cảm thụ ghi bàn thắng minh. Cái này ác ma mắt nhiều nhất để cho hắn cảnh giới bây giờ ngắn ngủi tăng lên tới hỗn nguyên cảnh. Mà đây nơi vì đồ thần chém, trong đó uy thế mạnh, đủ để cho Diệp Thần rung động. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, một chiêu này sử dụng, có thể chém hết tất cả hợp đạo cảnh võ giả. Hợp đạo cảnh trên, là tạo hóa cảnh, cái gọi là tạo hóa cảnh, chính là chạm tới một tia thiên địa đại đạo cảnh giới, chỉ cần không có có thể chạm thiên địa đại đạo. Liền cơ hồ không có có thể ngăn được một chiêu này. Kinh khủng dường nào, biết bao cực hạn nhất kích à. Ác ma mắt rốt cuộc là thân phận gì? Hắn loáng thoáng như ác ma mắt nguồn là Côn Lôn hư bên trong lấy được một kiện tà vật. Hắn tu luyện sát đạo, trên mình dính không biết bao nhiêu người máu tươi. Tà vật lựa chọn hắn. Lần lượt không điều kiện trợ giúp hắn. Bây giờ nhìn lại, cái này tà vật tuyệt không đơn giản. Thời đại thượng cổ Côn Lôn hư, vậy tuyệt không đơn giản. Nếu không luân hồi mộ địa và cái này tà vật tại sao lại xuất hiện ở Côn Lôn hư? Diệp Thần trong lòng rõ ràng, coi như hắn lấy được cái này đồ thần chém, thi triển ra lực lượng, và ác ma mắt cũng là khác xa lắc xa lơ. Hắn mơ hồ cảm thấy, ác ma mắt một chiêu này đã cơ hồ muốn khám phá tu vi hạn chế, có một tia cùng thiên cùng đủ uy năng. Cái này là xa xa không cách nào làm được. Bất quá, có thể đích thân nhận thức chiêu này thần thông, đối với Diệp Thần mà nói, chỗ tốt thật là quá lớn. Đầu tiên, hắn đã thiết thân cảm nhận được một tia thiên địa đại đạo lực, cái này không những đối với tu hành của hắn có rất nhiều giúp ích, tương lai hắn đánh vào tạo hóa cảnh lúc đó, cũng có to lớn trợ giúp. Đồng thời, ác ma mắt thi triển cái này trình độ cao nhất một chiêu ý cảnh, phương thức, vậy minh khắc ở Diệp Thần thần niệm bên trong, để cho hắn có thể lặp đi lặp lại đi bắt trước. Lĩnh ngộ. Trong lầu các, vậy kinh thiên động địa trưởng ấn, ở ánh sáng thoáng hiện trong nháy mắt, liền biến thành vô hình, tựa như căn bản không từng tồn tại qua, mà trưởng ấn sau Tiêu Lãng, lại là liền chuyện gì xảy ra cũng còn không có sáng tỏ, liền trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Hắn khi còn sống nhớ cái cuối cùng hình ảnh, chính là một con mắt, vô cùng thần thánh, không thể mạo phạm ánh mắt. Tựa như tới từ địa ngục, lại tựa như đến từ thương khung. Mà ở Ngộ Uy trong mắt, Tiêu Lãng kinh thiên nhất kích, Diệp Thần kiếm chỉ chém qua, ánh sáng hiện lên ngay tức thì, tựa như thời không đình trệ, làm ánh sáng chớp mắt rồi biến mất sau đó, trưởng ấn biến mất, liền Tiêu Lãng đây, cũng đều vô ảnh vô tung, nếu không phải ở Tiêu Lãng đứng vị trí để lại một cái túi đựng đồ, Ngộ Uy nhất định sẽ lấy là mình là đang nằm mơ. Chém một cái, chém được Tiêu Lãng tan thành mây khói. Ác ma mắt diệt Tiêu Lãng. Trên mặt vậy hiện ra một chút mệt mỏi, đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta mệt mỏi, phải ngủ say một đoạn thời gian, ngươi thân thể ở sử xuất đồ thần chém tới sau đó, cũng đã nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, ở ngươi trước khi mất đi ý thức,
để cho bạn ngươi đem ngươi thu xếp ổn thỏa đi. Ta lựa chọn ngươi, không có chọn sai. Canh kim không chỉ đối với cự thú viễn cổ có tác dụng, đối với ta khôi phục cũng có tác dụng. Cảm ơn. Diệp Thần giật mình. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được ác ma mắt nói cảm ơn. Đồng thời hắn cảm ứng được ác ma mắt rơi vào ngủ say, mình vậy khôi phục khống chế đối với thân thể. Lập tức, hắn cũng cảm giác được, mình hơi thở, loạn đến đáng sợ. Vậy trình độ cao nhất chém một cái, đối với hắn thân thể gánh vác thực sự quá lớn. Hắn chợt phung tay lên, mấy cái đan dược xuất hiện ở trước người, hắn liều mạng toàn bộ nhét vào trong miệng, đồng thời, phung tay lên, đem đất lên tiêu lãng túi đựng đồ thu tới trong tay, thần niệm đảo qua, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, cái này tiêu lãng, xuất thân không phải hoàng nguyên có thể so. Lúc này, hắn lấy ra một quả đỏ dược đan dược, từ hơi thở lên cảm ứng, là chữa thương đan cực phẩm thuốc, bất quá, hắn lại không có mình ăn vào, mà là đi tới Ngộ Uy trước người, đem đan dược đưa đến Ngộ Uy mép. Ngộ Uy ngây ngẩn nhìn Diệp Thần, tựa như còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, theo bản năng nuốt vào viên thuốc này, một cổ nhiệt lưu ở trong kinh mạch bay lên, ngay tức thì thương thế liền chậm lại một phần. Hắn vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thần sắc phức tạp nhìn Diệp Thần. Tên này, kết quả là quái vật gì à? Cho dù dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, có thể ở thần vương cảnh kỳ tiêu diệt hợp đạo cảnh võ giả tồn tại, vậy rất có thể sẽ không vượt qua ngàn người. Mỗi một cái, đều là dù sao cũng năm khó khăn được một gặp yêu nghiệt tồn tại. Diệp Thần bị Ngộ Uy xem được có chút ngại quá, bất quá hắn lúc này cũng không đoái hoài được giải thích cái gì. Cho dù hắn từ tiêu lãng trong túi đựng đồ lại lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, có thể hắn đầu óc vẫn là dần dần hôn mê, thân thể đều phải không cách nào chống đỡ hắn ý thức. Hắn liền vội vàng nói, Ngô huynh, ân cứu mạng, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, bất quá, ta hiện đang tiêu hao nghiêm trọng, thì phải mất đi ý thức, xin Ngô huynh tương trợ, ta không thể bỏ qua ngày mai thăng tiên thi đấu. Một chữ cuối cùng nói xong, Diệp Thần nghẹo đầu, lại trực tiếp hôn mê. Dẫu sao ác ma mắt bùng nổ lực lượng căn bản không phải bây giờ hắn thân xác có thể chịu đựng. Dù là hắn luyện thể mạnh mẽ, lại là luyện hóa canh kim. Ngộ Uy thần sắc biến đổi, nhanh chóng đỡ Diệp Thần, cười khổ nhìn cái này người thanh niên, mang hắn đi thần binh các đi ra ngoài. Vốn là chờ đợi ở dưới lầu mấy tên tiêu gia tùy tùng, ở tiêu lãng hơi thở mất đi trong nháy mắt, liền sắc mặt đại biến, mất mạng tựa như đi tiêu gia bỏ chạy, một cái trong đó. Lại là trực tiếp đi đăng thiên thành bên ngoài chạy trốn, lúc này tự nhiên không có ai ngăn trở Ngộ Uy. Bất quá, Ngộ Uy cũng không biết là, trên bầu trời lúc này đang có mấy cặp mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú mang Diệp Thần rời đi Ngộ Uy. Cái này mấy người, không một không phải hơi thở kinh khủng tồn tại, xa xa so tiêu lãng mạnh mẽ vô số lần. Cái này mấy người, đều là tới từ linh võ đại lục, vào ở đăng thiên thành thế lực siêu cấp cường giả. Trong đó một người râu tóc tất cả trắng, tiên phong đạo cốt ông già khẽ cau mày nói, cô bé, tiểu tử này hơi thở quả thật có chút đặc thù, không quá ta không chút nào từ trên người hắn cảm ứng được thần ma mới có khí tức kinh khủng à. Người có thể cảm ứng được cái gì không? Ở ông lão bên người, đứng một người trắng nõn, mềm mịn, tinh linh đáng yêu, nhìn 14-15 tuổi dáng vẻ cô gái, lúc này nàng một đôi trong suốt mắt to nhìn hôn mê Diệp Thần, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không xác định nói. Sư phụ, ta cũng không có từ trên người hắn cảm ứng được vậy tơ thần ma hơi thở, bất quá, ta có thể xác định, mới vừa rồi tiêu diệt tên kia hợp đạo cảnh võ giả nhất kích, khẳng định cùng hắn có liên quan. Ông già gật đầu một cái, bỏ mặc vậy thần ma hơi thở là chuyện gì xảy ra, lấy thần vương cảnh tu vi có thể chu diệt hợp đạo cảnh tồn tại, đã thật quá kinh khủng. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không khỏi tràn đầy mong đợi. Người trẻ tuổi này, rất tốt. Lúc này, ông già nhàn nhạt mở miệng nói, thằng nhóc này, ta Linh Tiêu Phái bảo vệ, chư vị, không có ý kiến chớ. Linh Tiêu Phái, đây chính là ở Linh Võ Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu thế lực à. Nghe ý của lão giả, lại là đã chọn Diệp Thần. Không chung mấy người nghe được ông già lời ấy, cũng lặng lẽ gật đầu một cái, Linh Tiêu Phái thanh thế quá lớn. Bọn họ thế lực ở Linh Võ Đại Lục lên mặc dù không yếu, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện cùng Linh Tiêu Phái sinh ra cái gì mâu thuẫn. Hơn nữa, coi như thật muốn cướp đoạt cái này Diệp Thần, vậy phải chờ tới thăng tiên thi đấu sau đó. Bất quá trên bầu trời,
cũng có mấy người, khá là xem thường, trong đó một người mặc một bộ lộ ra vai và hơn nửa trắng như tuyết loãng quần dài màu tím xinh đẹp thiếu phụ lại là trực tiếp cười khanh khách nói. Âu Dương lão đầu, người nói đảm bảo liền đảm bảo à. Người tuổi đã cao vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, thằng nhóc này lớn lên mi thanh mục tú, ngược lại là rất hợp ta khẩu vị, ta Huyền Nguyệt Tông, ngược lại là tình nguyện là ngươi làm dùm. Linh Tiêu phái ông già tóc trắng nghe vậy cau mày nhìn về phía tên kia quyến rũ vô cùng xinh đẹp thiếu phụ nói, Tử Ngưng, người Huyền Nguyệt Tông không phải đã coi trọng tên kia có thể có một tia long tộc huyết mạch cao cấp thiên tài Long Huyền sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vì thằng nhóc này, buông tha vậy Long Huyền? Xinh đẹp thiếu phụ mỉm cười cười một tiếng, làn thu thủy lưu chuyển, một loại bầu không khí mập mờ trên không trung tràn ngập, tại chỗ mấy tên nam tử đều không khỏi được lộ ra một tia vẻ si mê. Bất quá rất nhanh, mấy người kia liền thần sắc như thường, trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh, nhìn về phía Tử Ngưng ánh mắt, nhưng đổi được khá là kiêng kỵ. Tương truyền Huyền Nguyệt Tông Tử Ngưng có đặc thù linh thể, trời xanh liền vô cùng là sở trường mỹ hoặc thuật, vốn là bọn họ còn có chút xem thường. Cái này trên bầu trời mọi người không có một cái là tên yếu, thần niệm cũng vô cùng là mạnh mẽ, tâm trí lại là kiên định hơn người, chính là mỹ hoặc thuật làm sao có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà bọn họ sai rồi, Tử Ngưng mỹ hoặc thuật, lại như vậy khủng bố. Không chừa một mống thần dưới, cho dù là những cường giả này vậy thiếu chút nữa đạo. Linh Tiêu phái ông già tóc trắng sắc mặt trầm xuống, uống được Tử Ngưng, ngươi làm gì? Tử Ngưng cười được hơn nữa kiều mị, tinh xảo trên gương mặt nhộn nhạo tí ti xuân ý, sảng giọng, Âu Dương lão đầu, ngươi như thế hung làm gì? Người ta chỉ là cười cười mà thôi, ngươi lấy là ta muốn mị hoặc các ngươi những thứ này lão không chết sao? Chỉ là ta thể chất này mình vậy không khống chế được mà thôi. Âu Dương Giác các người nghe vậy đều là khá là không nói. Âu Dương Giác bên cạnh thiếu nữ lại là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn tên kia kêu Tử Ngưng cô gái, hiển nhiên có chút không ưa Tử Ngưng tác phong. Tử Ngưng nhưng tựa như không nhìn thấy sắc mặt của mọi người, tiếp tục cười nói, nếu như ta Huyền Nguyệt Tông, cái này hai người đều muốn đâu. Huyền Nguyệt Tông khẩu khí thật là lớn. Một người sắc mặt thương trắng, tựa như bệnh lâu chưa lành huyết bào nam tử lạnh lùng nói, Tử Ngưng ánh mắt hướng hắn quét tới. Trên mặt mũi lần đầu lộ ra một phần ngưng trọng. Người này giống vậy đến từ Linh Võ Đại Lục một cái không tệ thế lực, Huyết Thần Tông, tên là Tiết Hoàng. Như chỉ là Huyết Thần Tông, nàng Tử Ngưng ngược lại không đến nổi như vậy, dẫu sao Huyền Nguyệt Tông ở Linh Võ Đại Lục nhất lưu thế lực bên trong, đều là thuộc về nghiêng mạnh tồn tại. Có thể mấu chốt ở chỗ, Tiết Hoàng người này, lấy tánh tình ngoan lệ, độc ác vô tình nổi tiếng, làm việc hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Một lời không hợp liền động thủ giết người, căn bản là cái người điên, hơn nữa còn là một cực kỳ đáng sợ người điên. Cho dù là Tử Ngưng đối với hắn vậy cả người lấy quỷ dị nổi tiếng máu đạo công pháp, vậy không có lòng tin có thể đòi thật tốt chỗ, dẫu sao máu đạo công pháp đối với tu tập võ giả mà nói có rất nhiều bệnh xấu, nhưng, hắn quỷ dị chỗ cường đại, cũng là không cho phép nghi ngờ. Liền ở trên không trung không khí có chút nặng nề lúc đó. Một người quanh thân hắc phụ bóng người lăn lộn đột nhiên mở miệng nói, nếu chư vị cũng đối với thằng nhóc này cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng, chúng ta tới một cuộc tỉ thí như thế nào. Người này giọng để cho người nghe không ra trai gái, nhưng lại chưa thấy được khó nghe. Mọi người rối rít hướng hắn nhìn, Thiên Ma Giáo, Vô Cực Tử. Thiên Ma Giáo đồng dạng là Linh Võ Đại Lục nhất lưu một trong những thế lực, nhưng là, Thiên Ma Giáo tên chữ. Ở Linh Võ Đại Lục lên người biết không hề nhiều. Bởi vì, Thiên Ma Giáo nơi truyền thừa công pháp nghe nói xuất xứ từ vực ngoại ma tộc, cho nên đối với tu tập công pháp đệ tử yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt, chỉ cần là tư chất hơi kém đệ tử, căn bản không cách nào chịu đựng vậy công pháp bá đạo, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Bất quá, mặc dù Thiên Ma Giáo quy mô, xa xa kém hơn tại chỗ những người khác thế lực sau lưng, nhưng... không có bất kỳ một người nào dám coi thường nó, Thiên Ma Giáo mặc dù có thể lấy số ít đệ tử bước lên nhất lưu thế lực nhóm, chính là bởi vì là Thiên Ma dạy một chút bên trong đệ tử, người người cũng thực lực siêu quần. Mà Vô Cực Tử, cũng là mọi người bên trong, xứng đáng không thẹn người mạnh nhất. Lại liền Vô Cực Tử đều lên tiếng, các cường giả đều có chút lộ vẻ xúc động, chẳng lẽ cái này Vô Cực Tử cũng đúng cái đó cổ quái tiểu tử sinh ra hứng thú. Vô Cực Tử nói tiếp,
chư vị đều là xuất thân linh võ đại lục thế lực cao cấp, lần này tới xem thăng tiên thi đấu, chắc hẳn trong suy nghĩ cũng có mình xem trọng thiếu niên thiên tài, nếu như các vị đối với mình ánh mắt có lòng tin nói, không bằng, chúng ta tới đánh cuộc một keo cái này thăng tiên thi đấu hạng. Tử Ngưng nghe vậy mắt đẹp sáng lên, cười nói, à, Vô Cực ca ca muốn phải thế nào so nha? Vô Cực Tử ánh mắt đảo qua, thấy mọi người cũng nhiều hứng thú nhìn mình, liền tiếp tục nói. Chúng ta mỗi người xem trọng đệ tử, hạng nhất gần trước người, có thể lấy được ưu tiên mời vị kia có lẽ và thần ma hơi thở có liên quan đứa nhỏ cơ hội. Sơ ca mà nói, ta thiên ma giáo lần này, là Lăng Long Thành tới, mà Lăng Long Thành cũng đã đón nhận ta thiên ma giáo mời. Nếu như Lăng Long Thành ở chỗ này lần thăng tiên thi đấu bên trong, may mắn thắng được các vị xem trọng thí sinh, như vậy, ta thiên ma giáo, liền có thể lấy được ưu tiên mời vậy đứa nhỏ cơ hội, chư vị ý như thế nào? Vô Cực Tử nói tới chỗ này, Linh Tiêu Phái Âu Dương Giác, Huyền Nguyệt Tông Tử Ngưng, Huyết Thần Tông Tiết Hoàng, đều là ánh mắt sáng lên, bọn họ đối với mình nhìn chúng thiên tài, đều có lòng tin cực lớn. Mà những thứ khác nhị lưu, tam lưu thế lực cường giả, thì ánh mắt ảm đạm một phần, tự nhận là không có tư cách cùng Vô Cực Tử các người cạnh tranh, mà chỉ cần cái này nhất lưu thế lực bốn người thỏa thuận xong, cho dù cùng bọn hắn còn lại người hợp lực, cũng không dám đồng thời cãi lại bốn đại học năm thứ nhất lưu thế lực. Ta đồng ý, Phụ U đem đại biểu ta Huyết Thần Tông, Huyết Thần Tông Tiết Hoàng đầu tiên gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, Triệu Linh Tiêu đại biểu Linh Tiêu Phái, Âu Dương Giác vậy gật đầu tỏ ý. Đồng thời một mắt hướng Tiết Hoàng nhìn, ánh mắt khá là khiêu khích. Tiết Hoàng khinh thường cười một tiếng nói, Triệu Linh Tiêu bất quá là Vô U bại tướng dưới tay, Âu Dương lão đạo, người vẫn là bỏ quyền coi là. Âu Dương Giác nhưng lơ đễnh nói, ha ha, người thật lấy là Linh Tiêu bại bởi tên huyết tộc kia bé gái. Tiết Hoàng cau mày nói, đây là quá rõ ràng sự thật, người còn có cái gì dễ nói. Âu Dương Giác nhưng hơi có vẻ thần bí cười một tiếng. Người nói phải thì phải đi, chúng ta thăng tiên thi đấu lên gặp. Tiết Hoàng ánh mắt trầm xuống, hắn nói rõ ràng chính là sự thật, lão tặc này vì sao cái này mặt mũi, nhất thời có một loại bị người trêu đùa cảm giác. Tử Ngưng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, lão đầu tử ngươi tuổi đã cao, lòng còn nhỏ như vậy à, còn là các ngươi Linh Tiêu phái đệ tử bảo bối Triệu Linh Tiêu bị Vô U đánh bị thương chuyện làm khó dễ, mượn cơ hội chọc tức Tiết ca ca sao. Ta Huyền Nguyệt Tông. Lấy Long Huyền là đại biểu, Tử Ngưng nói xong, phất phất tay, đi hư không độn đi, các ngươi muốn đánh vậy đừng ở chỗ này Đăng Thiên Thành phía trên động thủ, chúng ta Huyền Nguyệt Tông Long Huyền còn ở Đăng Thiên Thành bên trong đâu, vạn nhất các ngươi chiến đấu ảnh hưởng đến hắn, Huyền Nguyệt Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Tử Ngưng sau khi rời đi, Âu Dương Giác và Tiết Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người hừ lạnh một tiếng, vậy thân hình chớp mắt, mỗi người chui đi. Ngộ Uy và Diệp Thần cũng không biết trên bầu trời phát sinh hết thảy. Lúc này hai người đã tới Ngộ Uy ở Đăng Thiên Thành chỗ ở, Ngộ Uy mới vừa một bước nhập viện bên trong, thì có một người thanh tú thiếu nữ ra đón nói cha, người đã về rồi. Hạnh Nhi, người đi mời Lưu Thần Y tới, Ngộ Uy có chút suy yếu nói. Ngô Hạnh Nhi gặp Ngộ Uy sắc mặt thương trắng, hơi thở không yên, lại cõng cái hôn mê bất tỉnh người tuổi trẻ, trong lòng cả kinh. Lo Âu nhìn Ngộ Uy hỏi cha, người đây là thế nào? Ngộ Uy lắc lắc đầu nói, lúc này nói đến nói dài, người đi trước mời Lưu Thần Y tới, cha sau đó mới từ từ và ngươi giải thích. Nữ nhi vậy thì đi, Ngô Hạnh Nhi vậy không hỏi thêm nữa, lúc này đi Đăng Thiên Thành bên trong y quán chạy tới. Ngộ Uy đem Diệp Thần an trí ở phòng khách bên trong, mới vừa cầm Diệp Thần đặt lên giường liền thân hình run lên, lộ vẻ chút ngã nhào trên đất. Trên mặt không khỏi mang theo một phần cười khổ, mình vẫn còn quá yếu à. Ước chừng khiêng Tiêu Lãng mấy chiêu liền bị thương thành cái bộ dáng này, nghĩ tới đây, hắn lại sâu sắc nhìn một cái Diệp Thần, trong mắt mang thưởng thức, xem Diệp Thần loại này có thể bước hai cái đại cảnh giới chiến đấu tuyệt thế thiên tài, lại có người võ giả nào không thưởng thức đâu. Nếu có thể đem thằng nhóc này và Hạnh Nhi kết hợp tới một chỗ, vậy cũng được cực tốt. Chấm, Ngộ Uy lẩm bẩm một câu. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu một cái, bính trừ nghĩ bậy, bắt đầu xếp chân vận công chữa thương, nếu không phải Diệp Thần kịp thời cho hắn uống một viên chữa thương đan thuốc, hắn vô cùng có thể lưu lại nội thương, bất quá dù vậy, hắn vậy phải nhanh một chút luyện hóa trong cơ thể dược lực,
mới có thể bảo đảm không lưu lại cái gì hậu di chứng. Qua không lâu, ngoài cửa liền vang lên Ngô Hạnh Nhi nhu hòa thanh âm, cha, ta mang Lưu Thần Y trở về. Ngô Uy mở mắt ra, sắc mặt hồng nhuận một phần, Tiêu Lãng trên người đan dược quả nhiên rất phi phàm, nhanh như vậy mình thương thế thì có chuyển biến tốt, ứng tiếng nói, mang Lưu Thần Y đến đây đi. Ngô Hạnh Nhi đẩy cửa phòng ra, đi theo phía sau cái cả người áo vải nam tử, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, cái này Lưu Thần Y, lại khá là trẻ tuổi. Thanh niên mang trên mặt nụ cười ôn hòa, nhìn lướt qua Ngô Uy, ánh mắt liền dừng lại ở trên giường Diệp Thần trên mình, cười nói, Ngô lão bản, người tiếp theo chữa thương chính là, người trẻ tuổi này giao cho ta. Ngô Uy gật đầu một cái, lại thật nhắm mắt điều tức, hiển nhiên đối với cái này Lưu Thần Y khá là tín nhiệm. Lưu Thần Y đi tới mép giường, đưa tay cầm ở Diệp Thần mạch môn, một tia chân khí thấu nhập Diệp Thần trong cơ thể, chân khí của hắn vô cùng là ôn hòa. Không chỉ có sẽ không phải chịu chân khí của hắn bài xích, còn mang theo chữa thương hiệu quả. Có thể làm Lưu Thần Y chân khí mới vừa tiến vào Diệp Thần kinh mạch bên trong lúc, dị biến phát sinh, Diệp Thần kinh mạch chợt sáng lên một đạo kim quang, vô cùng bén kim khí tấn công tới, đem Lưu Thần Y một tia chân khí ngay tức thì tiêu diệt. Lưu Thần Y trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, cười khổ nói, Ngô lão bản, người bạn này thật đúng là không đơn giản à. Ta không biết hắn tu hành loại nào công phu hoặc là thần thông, lại bá đạo như vậy, trực tiếp tiêu diệt ta vậy tơ chân khí. Ngô Uy nghe vậy mở mắt ra, có chút lo lắng nhìn Lưu Thần Y nói, đây có thể như thế nào cho phải, mời Lưu Thần Y nghĩ một chút biện pháp. Lưu Thần Y gật đầu một cái, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo nói, không sao, ta Lưu gia y đạo truyền thừa mấy ngàn năm, loại chuyện này vậy không phải là không có biện pháp, chính là phiền toái một chút mà thôi. Làm phiền Lưu Thần Y, Ngô Uy hướng về phía Lưu Thần Y chắp tay, hắn đối với cái này Lưu Thần Y lai lịch có biết chút chút, Lưu Thần Y tên thật Lưu Bách Xuyên, xuất thân từ Linh Võ Đại Lục nghe tiếng thành, mà y đạo thế gia Lưu gia, ở nghe tiếng trong thành cũng là khá là nổi danh tồn tại, được gọi là nghe tiếng Lưu gia. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Lưu Bách Xuyên lưu lạc đến Đăng Thiên Thành cái này địa phương nhỏ. Lưu Bách Xuyên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên lấy ra một cái túi vải. Túi vải mở ra, trong đó là 720 cây dài ngắn không đồng nhất, lấy không biết tên kim loại chế tạo châm nhỏ, phân biệt đối ứng thân thể con người 720 cái huyệt vị. Lưu Bách Xuyên tay một chút, cái này 720 cây châm nhỏ treo trên bầu trời lên, chân khí thông suốt trong đó, mơ hồ kết thành một loại huyền diệu trận thế, châm nhỏ nhắm ngay Diệp Thần trên người mỗi cái huyệt vị đâm xuống. Lưu Bách Xuyên nhắm mắt ngưng thần, chân khí liên thông những thứ này châm nhỏ. Nhưng không hề tản ra, mỗi cây châm nhỏ lấy bất đồng tần số chấn động, truyền lại liên quan tới Diệp Thần trong cơ thể tình huống tin tức, mà Lưu Bách Xuyên hơi nhíu mày, chán rỉ ra mồ hôi, hiển nhiên giải độc những tín hiệu này vô cùng là tiêu hao tâm thần. Một hồi lâu sau, Lưu Bách Xuyên rốt cuộc mở mắt ra, mặc dù hắn mang trên mặt mệt mỏi, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với Diệp Thần tình trạng có chút chắc chắn. Lúc này vung tay lên, thu châm nhỏ. Lấy ra một ít đan dược này Diệp Thần ăn vào, sau đó một tiếng khẽ quát, cũng khởi thủ chỉ, tiếp gật liên tục ở Diệp Thần trên mình mấy cái huyệt đạo chỗ. Tốt lắm, người trẻ tuổi này không biết nguyên nhân gì thân thể chi nhiều hơn thu nghiêm trọng, cũng may hắn khí huyết lạ thường được hùng hậu, đi qua chữa trị, đã không có gì đáng ngại. Thật ra thì hắn cái này căn bản không là bệnh, coi như ta không ra tay, cho hắn đủ thời gian, cũng có thể khôi phục. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Thân thể của hắn năng lực tu bổ khác với người thường. Ngô Uy nghe vậy mặt đầy vui mừng, thì lễ nói, đa tạ Lưu Thần Y, không dối gạt Lưu Thần Y nói, vị trẻ tuổi này còn muốn tham gia ngày mai thăng tiên thi đấu, không biết ở lớn so bắt đầu trước, có thể hay không tỉnh lại. Lưu Thần Y gật đầu nói, nếu như không ra ngoài dự liệu, ngày mai trước hừng đông sáng, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe được Lưu Bách Xuyên như thế nói, Ngô Uy cuối cùng yên lòng. Lúc này lấy ra một túi đồ đưa cho hắn nói, Lưu Thần Y, đây là trần kim, ngươi xem có đủ hay không? Lưu Bách Xuyên thần niệm đảo qua, hài lòng gật đầu nói, đủ rồi, như không có chuyện gì, tại hạ liền cáo từ trước, Ngô lão bản ngươi vậy bắt chặt chữa thương đi, miễn được lưu lại cái gì hậu di chứng. Lưu Thần Y sau khi đi, Ngô Uy ho khan hai tiếng, suy yếu đối với Ngô Hạnh Nhi nói, nữ nhi à, là cha trọng thương chưa lành. Bây giờ muốn bế quan chữa thương,
người trẻ tuổi này tên là Diệp Thần, là cha bạn tốt, ngươi ở nơi này thay là cha chiếu cố hắn đi. À, Ngô Hạnh Nhi nghe vậy sững sốt một chút, mình nhưng cho tới bây giờ không có cùng phái nam một mình qua à. Nàng dung mạo thượng thừa, tu vi cũng đã đạt tới hỗn nguyên cảnh, lấy nàng tuổi tác cũng xem là không tệ, đăng thiên thành bên trong người theo đuổi tự nhiên không thiếu. Liền liền Tiêu Thiên Thần và Hoàng Nguyên đều là của nàng kính mến người, trước kia phụ thân đối với mình sủng ái có thừa, căn bản không cho phép những thứ này phái nam đến gần mình, nhưng bây giờ, lại muốn mình chiếu cố người trẻ tuổi này. Hơn nữa, người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ có thần vương cảnh kỳ tu vi, phụ thân lại cùng hắn ngang vai vế luận giao, nghĩ tới đây, Ngô Hạnh Nhi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, không khỏi mang theo chút vẻ hiếu kỳ. Ngô Uy lúc này gặp Ngô Hạnh Nhi nhìn Diệp Thần ngẩn người, trong lòng ngầm cười nói, nữ nhi à, người có thể phải đem cầm tốt cơ hội à, cũng không để ý Ngô Hạnh Nhi đáp không đáp ứng, liền tự nhiên đi ra cửa. Màn đêm buông xuống, Ngô Uy phòng khách bên trong. Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, trên mặt tràn đầy mồ hôi, sắc mặt thống khổ, tựa như ở trải qua cực lớn hành hạ. Ngô Hạnh Nhi ngồi ở mép giường, cầm khăn tay là hắn lau đi mồ hôi. Nàng con ngươi xinh đẹp ba quang lập lòe, gò má ửng đỏ, nàng chưa bao giờ cùng một người đàn ông tử như vậy thân mật tiếp xúc qua. Đồng thời, nàng nhìn Diệp Thần ánh mắt, cũng có chút bất đồng. Diệp Thần cảnh giới mặc dù so nàng thấp, có thể Diệp Thần tâm tính, nhất định là nàng đã gặp nhân trung xuất sắc nhất. Bởi vì, chiều nay, Diệp Thần tựa như thân vùi lấp ác mộng chính giữa, vô cùng là thống khổ, nhưng mà, một đêm này, Diệp Thần một câu cũng không có gọi ra, hắn thần sắc mặc dù đau khổ, nhưng mà, cũng không có khuất phục dấu hiệu, bất luận đối mặt như thế nào người thường khó mà chịu được chui luyện, nàng tin tưởng, Diệp Thần cũng không biết bị đánh sụp, hắn chính là như vậy một cái kiên cường người đàn ông. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không khỏi mang theo một tia đau lòng, hắn kết quả trải qua cái gì? Tại sao sẽ nhìn như thống khổ như vậy? Ngô Hạnh Nhi không biết, lúc này, Ngô Uy phủ đệ trời cao chỗ, cũng có hai người đang nhìn chăm chú Diệp Thần. Một người tiên phong đạo cốt ông già tóc trắng, bên người còn đứng cái trắng nõn thiếu nữ khả ái. Chính là Linh Tiêu phái Âu Dương Giác và hắn đệ tử thân truyền Triệu Ninh Ninh. Triệu Ninh Ninh không hiểu nhìn Diệp Thần, đối với Âu Dương Giác hỏi, sư phụ, tại sao hắn nhìn như đau như vậy đắng? Võ giả thần niệm vô cùng mạnh mẽ, trừ phi là tâm ma xâm lược. Nếu không hẳn không sẽ gặp ác mộng mới là à. Âu Dương Giác lẳng lặng nhìn Diệp Thần, tinh quang lóe lên trong con người vậy toát ra một tia thưởng thức, hắn sau một hồi trầm mặc mới đáp. Cô bé, người xuất thân từ Triệu gia, là Triệu gia thiên tài, lại thuở nhỏ ở Linh Tiêu phái bên trong trưởng thành, ở tu đạo dọc theo đường đi, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Lấy ngươi thân phận, dõi mắt linh võ đại lục, ít có người dám làm nhục ngươi, mà có tông môn giúp đỡ. Người yêu cầu tài nguyên tu luyện, cũng là cuồn cuộn không ngừng đưa đến bên người ngươi. Nhưng mà, người có nghĩ tới hay không, trên thế giới có rất nhiều thân phận địa vị không bằng người ngươi, bọn họ vì đang tu luyện một đường lên muốn tiến hơn một bước, cần kinh nghiệm hung hiểm như thế nào, cần chịu đựng như thế nào hành hạ. Gặp Triệu Ninh Ninh ngơ ngác nhìn mình, Âu Dương Giác có chút tịch mịch cười nói. Có chút đau đớn, khắc thật sâu ở đáy lòng, bất luận ngươi thần niệm cường đại dường nào. Đều không cách nào thích trong lòng, bình thường có lẽ ngươi có thể đem chúng mai táng đến không nhìn thấy trong góc, cũng không biết lúc nào, tâm thần của ngươi hơi có buông lỏng, những thứ này trong góc thống khổ, liền sẽ kéo nhau trở lại, lần nữa đem ngươi chìm ngập. Sư phụ, ta không hiểu, Triệu Ninh Ninh cau mày, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, càng phát ra mê mang, hắn bất quá là tới tuổi 20 tuổi tác, thần vương cảnh kỳ tu vi, có thể trải qua cái gì? Âu Dương Giác khẽ thở dài một hơi nói, ngươi chỉ cần biết, bất luận vậy thần ma hơi thở phải chăng cùng hắn có liên quan, bất luận hắn là làm sao đánh chết vậy hợp đạo cảnh võ giả, thằng nhóc này, tuyệt không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn thừa nhận, vậy xa xa so ngươi cho là nặng hơn. Thậm chí ta có thể cảm giác được hắn quanh thân nồng đậm huyết khí, hơi thở này là người chết đống bỏ ra. Trước lúc này, người này có thể hoàn toàn mở một đường máu tới. Thậm chí, hắn chém giết cường giả vượt quá hợp đạo cảnh. Nói là tạo hóa tiên tôn ta cũng tin tưởng. Ta mới không tin đâu. Ta cũng là trải qua rất nhiều rất gặp nhiều trắc trở, mới đi đến ngày hôm nay bước này. Triệu Ninh Ninh có chút bất mãn mân mê tới cái miệng nhỏ nhắn,
nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt mang theo vẻ địch ý. Sư phụ làm sao vừa mới gặp qua cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, giống như muốn thiên vị như nhau, sư phụ từ trước rõ ràng thương yêu nhất mình. Âu Dương Giác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ nói, được rồi, sư phụ biết, chúng ta trở về đi thôi. Triệu Ninh Ninh nói, sư phụ không ra tay giúp hắn sao? Lấy hắn cái trạng thái này, ngày mai có thể tham gia thăng tiên thi đấu sao? Âu Dương Giác ánh mắt thâm ý đông lại một cái, sờ một cái râu, nói Tử Ngưng, ta thầy trò cáo từ, người khỏe ngạt cũng coi là một tiền bối, nếu Diệp Thần đã không có sao, người cũng không muốn nhìn lén đi. Trong hư không một hồi chập chờn, một người xinh đẹp thiếu phụ thân hình hiện ra, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn Diệp Thần, một đôi dịu dàng đáng yêu mắt đẹp chỗ sâu, nhưng toát ra lau một cái nhớ lại vẻ. Diệp Thần vậy khí tức trên người, để cho nàng nhớ tới một người đàn ông, một cái nàng muốn quên mất không quên được, một cái nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội tạm biệt người đàn ông. Thú vị chính là, người kia cũng là từ thấp võ thế giới tới. Nàng hít sâu một hơi, chợt nhắm hai mắt lại, lại không chút nào để ý Âu Dương Giác trêu chọc, trực tiếp phá không chui đi. Nàng không dám lại xem, nàng sợ nhìn tiếp nữa, liền lại cũng không cách nào đưa mắt từ Diệp Thần trên mình rời đi. Âu Dương Giác thần sắc cổ quái nhìn rời đi Tử Ngưng, chẳng lẽ là hắn mắt mờ. Đồng hồ này mặt phóng lãng kiều mị, nội tâm lạnh như băng vô tình đáng sợ người phụ nữ lại thật giống như đối với một cái thần vương cảnh kỳ tiểu tử hứng thú. Đây quả thực so Diệp Thần thân trong lòng thần ma hơi thở, đánh chết hợp đạo cảnh võ giả hơn nữa không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Tử Ngưng cái gì lai lịch, hắn vô cùng rõ ràng. Đừng nói thần vương cảnh, coi như hợp đạo cảnh thiên tài, thậm chí còn vận may thiên tài, vậy không nhất định sẽ làm cho người phụ nữ này đối đãi như vậy. Sư phụ, ngươi làm sao rồi? Làm gì nhìn cái đó hồ ly tinh hình bóng ngẩn người à? Triệu Ninh Ninh có chút tức giận nói. Sư phụ thật là càng ngày càng không giống, đầu tiên là thiên vị một cái thần vương cảnh kỳ tiểu tử, vừa hướng cái đó hồ ly tinh ngẩn người, thật là tức chết người. À, không có, chúng ta vậy đi thôi, dứt lời, hai người bóng người biến mất ở Ngô phủ bầu trời. Mấy giờ sau, Nhược Tuyết, Tư Thanh, hôn mê Diệp Thần hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, chờ động thân ngồi dậy, chân khí kích động, cảnh giác nhìn bốn phía. Cầm một bên Ngô Hạnh Nhi sợ hết hồn. Ngươi tỉnh rồi, quá tốt, ngươi không cần khẩn trương, cha ta là Ngô Uy, hắn cầm ngươi mang về, ta là Ngô Uy nữ nhi, Ngô Hạnh Nhi. Ngô Hạnh Nhi nhìn Diệp Thần như lâm đại địch dáng vẻ, có chút không biết làm sao giải thích. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, một lát sau mới thanh tỉnh lại, mặt mang vẻ áy náy đối với Ngô Hạnh Nhi cười nói, thật xin lỗi hù được ngươi, ta hôn mê bao lâu. Thăng tiên thi đấu thế nào? Hắn mới vừa tỉnh lại, còn lấy là mình vẫn thân ở đáng sợ kia ác mộng bên trong, không khỏi có chút thất thố. Trong ác mộng, hắn và Linh Vận Tiên Tôn ước định thất bại, trơ mắt nhìn Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết rời đi. Thậm chí, hắn đối mặt huyết linh tộc lão tổ, cũng là bó tay. Trong giấc mộng, trăm vị đại năng ánh mắt thất vọng, để cho hắn tự trách. Cũng may hết thảy các thứ này đều là mộng. Hắn tuyệt sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Ngươi hôn mê hồi lâu, bất quá ngươi yên tâm, thăng tiên thi đấu sáng mai mới bắt đầu, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Có thể tham gia thi đấu sao? Diệp Thần hoạt động một chút thân thể, cảm giác trong cơ thể linh khí dâng trào, tứ chi thoải mái, vốn là bởi vì quá độ vận chuyển chân khí mà bị thương huyệt vị kinh mạch cũng đã hết bệnh, còn mang một cổ xốp giòn cảm giác tê tê, hiển nhiên là có người là mình chữa trị qua. Thủ đoạn còn khá là cao minh. Hắn hướng về phía Ngô Hạnh Nhi ôm quyền nói, đã vô ngại, đa tạ Ngô tiểu thư chiếu cố. Quá tốt, Ngô Hạnh Nhi gặp Diệp Thần không có sao vậy cao hứng dùm cho hắn, ta vậy thì đi nói cho phụ thân. Diệp Thần ân cần hỏi, Ngô huynh hắn thế nào? Phụ thân hắn bị thương, đang điều dưỡng, cho nên do ta tạm thời chiếu cố ngươi, bất quá hắn hẳn không có đáng ngại. Vậy thì tốt. Nếu Ngô huynh bây giờ đang điều dưỡng, ta trước hết không quấy nhiễu. Ngô Hạnh Nhi sau khi đi, Diệp Thần nhẹ khạc ra một hơi, hắn cảm thấy, mình hẳn nghĩ lại một chút. Lần này, nếu là không có Ngô Uy kịp thời xuất thủ tương trợ, hắn kết quả có thể sẽ rất thê thảm, coi như có thể giữ được tánh mạng, vậy tuyệt đối sẽ trọng thương, dĩ nhiên cũng không cách nào tham gia nữa thăng tiên tỷ thí.
Tại sao sẽ như vậy? Hắn đáy lòng, rất cảm kích Ngộ Uy, hắn một nhất định sẽ không quên Ngộ Uy ân cứu mạng, nhưng là, hắn cũng không thích loại cảm giác này, không thích mình cần người khác cứu giúp mới có thể giữ được tánh mạng, không thích bởi vì mình mà liên lụy đến người quan tâm mình. Cuối cùng, vẫn là mình quá yếu. Luân hồi mộ địa lực lượng không thể một mực cậy vào. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn phải trở nên mạnh. Hắn mạnh hơn cũng không có bất kỳ người có thể uy hiếp mình. Mạnh đến đủ lấy bảo vệ người mình quan tâm, mà không phải là bị người khác bảo vệ. Lúc này, Diệp Thần vận chuyển chân khí, nhắm mắt ngưng thần, thần thức nội thị, lần này gặp gỡ mặc dù nói tràn đầy nguy cơ, nhưng là, hắn thu hoạch, cũng là vô cùng là phong phú. Chân khí cường đại ở trong kinh mạch chảy xiết, mơ hồ hiện ra loãng kim vẻ, đó là canh kim khí tượng trưng. Diệp Thần lần nữa mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu tiên, là hắn tu vi, đã đột phá đến thần vương cảnh tầng 9 trời, khí tức cường đại liền gấp đôi. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu, lần này lớn nhất thu hoạch, vẫn là luyện thành cái này một tia canh kim khí. Trừ canh kim khí bản thân trở ra, hắn thân xác lực lượng, cũng là cường đại gấp đôi. Hơn nữa, thân thể cứng cáp hơn ngưng tụ. Xa như vậy cổ hung thú có thể chiếm đoạt canh kim khí cường hóa tự thân, mặc dù Diệp Thần hấp thu bất quá là một tia cấp thấp nhất canh kim khí, nhưng là, canh kim dẫu sao là có thể cường hóa thân thể thiên tài địa bảo. Diệp Thần thân xác có thể gọi là mạnh mẽ, nhưng, hoàn toàn không thể và chân chính viễn cổ hung thú như nhau, cho nên cái này một tia canh kim khí, đối với Diệp Thần mà nói, vậy coi như hiếm có đổ bổ. Mà đây canh kim khí, căn cứ Diệp Thần cảm ứng, hẳn là một loại trình độ cao nhất cương mãnh bén kim khí, có nó, mới có thể thi triển ác ma mắt dùng để đánh chết Tiêu Lãng cửa kia cao nhất võ, đồ thần chém. Bất quá Diệp Thần biết, lấy mình bây giờ tu vi, cùng với đối với thần thông lĩnh ngộ, ở không mượn ác ma mắt lực lượng dưới tình huống, muốn đem chi thành công thi triển, nhưng là vô cùng là khó khăn một chuyện. Diệp Thần nhìn lướt qua ấn đường, phát hiện ác ma mắt dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Thật hoàn toàn ngủ say. Lần kế tỉnh lại không biết lúc nào. Hắn có quá nhiều nghi ngờ. Bất quá. Diệp Thần nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp, cái này đồ thần chém, cùng cửa kia quy nguyên một đao chém, tựa hồ có một tia chỗ tương tự. Lấy quy nguyên một đao chém, dung hợp bộ phận đồ thần chém kỹ xảo, cần phải làm có thể đem canh kim khí, dung nhập vào quy nguyên một đao chém tới bên trong, làm như vậy. Mặc dù thi triển ra vũ kỹ và đồ thần chém uy lực khác xa lắc xa lơ, nhưng là, Diệp Thần tin tưởng, một chiêu này tuyệt đối có thể so với thông thường quy nguyên một đao chém, mạnh mẽ rất nhiều. Thời gian, đã không nhiều lắm, thăng tiên thi đấu sắp tới, mình thực lực, có thể tăng lên một phần là một phần, hắn nhất định phải ở thăng tiên lớn so với trước đó, hiểu được quy nguyên một đao chém, cũng thử nghiệm đơn giản đem chi cùng đồ thần chém dung hợp. Hơn nữa, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dự định bại lộ hắn sáu cái thần vương nói. Cái này đăng thiên thành không thể so với Tây Vực, thế lực rắc rối phức tạp. Mới vừa rồi lúc hôn mê, hắn mơ hồ cảm giác được có cường giả rình rập. Cái loại đó cấp cường giả khác, chỉ ít tạo hóa cảnh tiên tôn, thậm chí mạnh hơn. Nếu là có người khác biết Diệp Thần ý tưởng, nhất định sẽ cười hắn là một người điên. Loại này cấp bậc bất phàm võ. Không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Huống chi nửa đêm thời gian, ngươi liền muốn đem hai môn võ dung hợp. Cho dù chỉ là một tia da lông, khó khăn kia, cũng là vô cùng to lớn. Nhưng mà, Diệp Thần thì có tự tin này. Hắn bởi vì có luân hồi mộ địa tồn tại, tu luyện xa so người bình thường muốn tạp. Cho nên năng lực học tập của hắn khác với người thường. Nghĩ đến sẽ hành động. Diệp Thần đầu tiên là lấy ra ghi lại quy nguyên một đao chém tu luyện pháp môn ngọc giản, thần niệm đắm chìm trong đó, tỉ mỉ qua một lần, sau đó, hắn bắt đầu lấy người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ hiểu môn vũ kỹ này toàn bộ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, làm tia ánh mặt trời đầu tiên từ bệ cửa sổ chiếu vào Diệp Thần trong nhà lúc, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên cũng như thực chất sạch bóng, mặt đầy mừng rỡ cùng thỏa mãn. Diệp Thần thành công, hắn thành công đem đồ thần chém chút ra lông dung nhập vào quy nguyên một đao chém tới bên trong, cũng làm cho này cửa mình sáng tạo võ lấy tên là kim sát một đao chém. Đây là, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa,
một cái giọng nữ dễ nghe truyền vào trong phòng, Diệp tiên sinh, người đã tỉnh chưa? Ta phụ thân muốn gặp ngươi. Diệp thần hơi bình phục tâm tình, mở cửa phòng, đứng ngoài cửa cái vô cùng là xinh đẹp, lại có ngạo nhân vóc người Ngô Hạnh Nhi. Diệp thần cười nói, ta đã tỉnh, chúng ta đi thôi. Hai người đi tới Ngô Uy trong phòng, Diệp thần trên mặt thoáng qua một chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, Ngô huynh, thật xin lỗi, bởi vì ta liên lụy ngươi bị thương, ta còn khoe khoang khoác lác, không cần ngươi là ta gánh vác Tiêu gia, có thể nếu không phải ngươi ở thời khắc mấu chốt ra tay, ta có thể đã chết. Ngô Uy cười lắc đầu nói, chuyện đã qua liền không nên nói nữa, huống chi nếu không phải ngươi giết Tiêu Lãng, ta cũng được chết, đều là người mình, không cần so đo những thứ này chuyện vụn vặt. Ngược lại là ngươi, thăng tiên thi đấu lập tức phải bắt đầu, ngươi chuẩn bị được như thế nào? Diệp thần chỉ là cười nhạt một cái nói, ta có lòng tin. Ha ha ha, tốt, Hạnh Nhi, ngươi trước cùng Diệp tiểu huynh đệ đi thăng tiên thi đấu cử hành chi địa đi, ta lại điều tức một lát, thi đấu bắt đầu trước sẽ tới chàng. Lúc này Ngụ Uy thương thế đã sớm tốt được 7-8 phần. Như thế nói chỉ bất quá muốn là Diệp thần và con gái mình một mình chế tạo cơ hội. Hắn tự nhiên không biết Diệp thần ở Linh Võ Đại Lục có cái gì hồng nhan chi kỷ. Hắn vốn lấy là con gái mình từ trước đến giờ không muốn đến gần phái nam, chiếu cố Diệp thần một đêm đã là miễn cưỡng nàng, hôm nay để cho nàng cùng Diệp thần đi tham gia thăng tiên thi đấu còn muốn phí một phen miệng lưỡi. Dẫu sao ra cửa là phải bị người nhìn thấy, mà Ngô Hạnh Nhi ra mặt lại là nhất mỏng. Có thể ngoài dữ liệu của hắn là, Ngô Hạnh Nhi lại mặt đẹp ửng đỏ khẽ gật đầu, như thế sảng khoái đồng ý. Nhìn hai người rời đi bóng người, Ngô Uy không khỏi có chút cảm khái, thằng nhóc này, thật đúng là chiêu cô gái thích à. Ngô Hạnh Nhi phụng bồi Diệp thần đi thăng tiên thi đấu hội trường. Dọc theo đường đi, nàng ngược lại là Diệp thần nói không thiếu thi đấu sự việc, nhưng mà nàng phát hiện Diệp thần thái độ cũng không có quá nhiều thay đổi. Thậm chí có một loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác, nàng không khỏi có chút thất lạc. Vẻ đẹp của nàng, ở Đăng Thiên Thành, cũng có thể xếp hàng lên số, thậm chí theo đuổi nàng người không phải số ít. Thậm chí còn có một ít công nhận thiên chi kiêu tử. Nhưng mà, cái này còn không có bước vào hỗn nguyên cảnh thần vương cảnh thanh niên, lại đối với mình một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là bởi vì tối ngày hôm qua Diệp thần trong miệng kêu hai cái tên chữ? Nhược Tuyết, Tư Thanh. Vừa nghe chính là cô bé tên chữ. Bất quá nàng và Diệp thần vậy gặp mặt không bao lâu, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm chói tai truyền vào hai người trong tai. Vương huynh, cô gái kia chính là ta cùng ngươi đề cập tới Ngô Hạnh Nhi. Là chúng ta Đăng Thiên Thành số một số hai người đẹp. Như thế nào, dáng điệu không tệ chứ? Ồ, Ngô Đại Mỹ Nữ làm sao cùng một nam đi chung với nhau? Còn là một thần vương cảnh kỳ rác dưới. Diệp thần ánh mắt run lên, hướng người nói chuyện nhìn, chỉ gặp mấy cái công tử ca ăn mặc thanh niên đem một người nhìn hai mươi mấy tuổi bạch bào nam tử chúng tinh ủi tháng vậy vây ở trong, nói chuyện chính là đến gần bạch bào chàng trai một người gầy lùn thanh niên. Đi qua Tiêu Lãng một chuyện, Diệp thần cảm thấy một ít vô vị giễu cợt, mình không cần quá để ý, đây cũng không phải hắn sợ, như chỉ có hắn một người, hắn có thể không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ hắn ở nơi này Đăng Thiên Thành, có chân chính trên ý nghĩa bằng hữu. Trần Chi Phàm và Ngô Uy, cũng để cho hắn cảm giác được Linh Võ Đại Lục cũng không có như vậy lạnh như băng. Hắn không muốn liên lụy quá nhiều người. Giống như một con chó đối với người kêu loạn, người có thể cho nó một cước, nhưng là như người chung quanh có những người khác, khó bảo toàn con chó này sẽ không cắn bị thương người khác, Diệp Thần không muốn liên lụy đến bạn mình. Nhưng là người này giễu cợt mình coi như, lại đối với Ngô Hạnh Nhi không tiếc lời. Cái này, là Diệp thần không nhịn được. Này, một cái thần vương cảnh kỳ rác dưới, đó là cái gì ánh mắt à? Sẽ không còn muốn cùng chúng ta động thủ đi. Ha 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 ha, vậy gầy lùn thanh niên khinh miệt nhìn Diệp thần, cười lạnh nói. Cái đó bị hắn gọi là vương huynh bạch bào nam tử, lúc này lại liền xem đều không xem Diệp thần một mắt. Mà là nhìn chằm chằm Ngô Hạnh Nhi dáng đẹp mặt mũi, cùng với trước ngực đẫy đà, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tham lam. Hắn dường như ôn hòa hướng về phía gầy lùn thanh niên cười cười nói, Thi Minh, ngươi không muốn như thế cay nghiệt, hù dọa Ngô cô nương làm thế nào? Thi Minh nghe vậy mặt liền biến sắc,
vội vàng xin lỗi nói, Vương huynh nói phải, Ngô cô nương, tại hạ thất lễ, xin hãy tha thứ. Vậy bạch bào thanh niên gật đầu một cái, phong độ nhẹ nhàng đi về phía Ngô Hạnh Nhi, mỉm cười nói, Ngô cô nương ngươi tốt, ta cái này mấy người bạn miệng có chút không sạch sẽ, mời bỏ qua cho, tại hạ Vương Nhất Phi, gặp qua Ngô cô nương. Ngô Hạnh Nhi lúc này có chút không biết làm sao, cái này Thi Minh là trong thành cậu ấm, một mực tham đồ sắc đẹp của mình, bất quá cũng không là cái gì không dậy nổi nhân vật, Ngô Hạnh Nhi mình liền có thể ung dung thắng được hắn. Bất quá cái này Vương Nhất Phi, Ngô Hạnh Nhi cũng có nghe thấy. Người này và Diệp Thần một loại là một người thăng tiên giả, thực lực nghe nói rất mạnh, hơn mình xa. Thậm chí thật giống như còn có tông môn đã tiếp xúc Vương Nhất Phi. Không ra ngoài dữ liệu tình huống, Vương Nhất Phi sau này tuyệt đối sẽ trở thành là linh võ đại lục thiên tài trong cường giả trung lưu chỉ trụ. Gặp Vương Nhất Phi đi lên bắt chuyện, nàng không khỏi theo bản năng đi Diệp Thần sau lưng rụt một cái. Vương Nhất Phi thấy vậy, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, thoáng qua một tia âm lãnh. Bất quá trên mặt vẫn là mang nụ cười, đối với Diệp Thần nói, không biết vị này huynh đệ xưng hô như thế nào. Vương Nhất Phi danh tự này, Diệp Thần cũng không xa lạ gì, bởi vì, danh tự này xuất hiện ở thăng tiên trên bảng. Vương Nhất Phi, tu vi hợp đạo cảnh, cụ thể mấy tầng, không có ai biết, nhưng là nhưng xếp hạng thăng tiên bảng thứ 10. Bất quá, những thứ này, cùng Diệp Thần không liên quan, hắn ánh mắt dừng lại ở Vương Nhất Phi sau lưng Thi Minh trên mình. Vương Nhất Phi sau lưng đám này công tử ca, hẳn là đăng thiên thành bên trong một ít nhỏ con em của gia tộc, tu vi đều là hỗn nguyên cảnh cũng hoặc là nửa bước hợp đạo cảnh. Nhưng người người hơi thở phù phiếm, hiển nhiên là mượn ngoại lực có được tu vi. Những người này hẳn là không biết làm sao làm quen Vương Nhất Phi, liền lấy lòng dạy cái này thăng tiên trên bảng hạng gần trước thiên tài tới. Dẫu sao, lấy Vương Nhất Phi tư chất là có thể gia nhập thế lực lớn, tiền đồ vô lượng, nếu như và Vương Nhất Phi làm quan hệ tốt, chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Vương Nhất Phi gặp Diệp Thần lại không thấy mình, nụ cười trên mặt rốt cuộc không giữ được, trong mắt thiêu đốt lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đang chuẩn bị phát tác thời điểm, Diệp Thần, lên tiếng, hắn giọng bình thản, nhưng mang một cổ không cho phép nghi ngờ mùi vị, họ Thi, ta biết ngươi đối với bạn ta có ý kiến gì. Nhưng là, ta khuyên ngươi cầm ý tưởng bóp chết. Sau này cũng không muốn dây dưa nữa nàng. Diệp Thần bây giờ ở Đăng Thiên Thành, mặc dù coi như là có chút danh tiếng, nhưng là, bởi vì hắn ở thần binh các cùng Tiêu Lãng đánh một trận chuyện, bị những cái kia coi trọng Diệp Thần thế lực đè ép xuống. Cái này cũng là vì Diệp Thần tốt, dẫu sao cây lớn chiêu gió, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Hơn nữa, Tiêu gia còn có một hợp đạo tầng 8 ngày lão tổ, đang bế quan. Cho nên, cũng không phải người người đều biết Diệp Thần dáng dấp ra sao, hơn nữa đại đa số người, cũng lấy là, Diệp Thần đã bị Tiêu Lãng tru diệt. Lúc này, đám kia công tử ca nghe, thần sắc cũng đổi được vô cùng là quái dị, giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Diệp Thần, đột nhiên bùng nổ một hồi cười ầm lên nói, ta đi, cái này thần vương cảnh kỳ rác dưới lại kêu ta bóp chết ý tưởng. Ha ha ha, còn để cho ngươi không muốn dây dưa nữa Ngô cô nương. Thi huynh, người bị một cái thần vương cảnh kỳ võ giả uy hiếp. Oa, người khỏe khốc à, tốt huy phong à, ta vẫn là lần đầu tiên gặp dám như thế đối với chúng ta nói chuyện thần vương cảnh võ giả, ha 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 ha. Chỉ có một người, sắc mặt tựa như ăn cứt như nhau khó khăn xem, người kia, dĩ nhiên chính là Thi Minh. Diệp Thần nói rõ ràng cho thấy nhầm vào hắn. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt oán độc cực kỳ, trầm giọng nói, thằng nhóc. Ngươi tự tìm cái chết. Vương Nhất Phi lúc này vậy lắc đầu khẽ cười nói, à, có người, vì ở cô gái trước mặt biểu hiện một chút, thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện điên rồ tình, khiêu khích một người xa xa mạnh với mình võ giả, là phải trả giá thật lớn, Ngô cô nương, người như vậy, không đáng giá được ngươi lui tới. Vừa nói xoay người đi về. Thi Minh hướng Vương Nhất Phi đưa một cái ánh mắt, Vương Nhất Phi khẽ gật đầu, lúc này, Thi trên mặt nổi lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, từng bước hướng Diệp Thần đi tới, hướng về phía Diệp Thần nói. Ngươi chết chắc, một mình ngươi con kiến hôi cũng có tư cách mệnh lệnh ta. Tốt, thật rất tốt, ta bây giờ phải đánh đoạn ngươi hai chân, lại rút ra ngươi đầu lưỡi. Tàn nhẫn, quá độc ác. Cái này Thi Minh, hiển nhiên không có làm trò đùa, hắn là thật muốn làm như vậy.
Ngô Hạnh Nhi gấp gáp, hối hận, hai tròng mắt đã đỏ bừng, đều là bởi vì nàng, mới cho Diệp Thần rước lấy phiền toái như vậy. Nàng tại sao phải theo Diệp Thần cùng đi ra ngoài, nếu như không phải là nàng, Diệp Thần bây giờ hẳn đã bình an đến thăng thiên thi đấu hội trường. Nàng muốn đi đến Diệp Thần trước người, là Diệp Thần ngăn trở Thi Minh, nhưng mà một cái tay cản lại nàng, Diệp Thần tay. Vương Nhất Phi lúc này cũng trở về đám kia công tử ca ủng thốc bên trong, mặt nở nụ cười nhìn Thi Minh và Diệp Thần, tựa như đang đợi một tràng kịch hay diễn ra. Ngươi, Diệp Thần vẫn là nhàn nhạt nhìn cười gần đi tới Thi Minh, thành công chọc giận ta. Ha 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 ha, Thi Minh tựa như nghe được thiên đại cười nhạo vậy cười lớn, đồng thời cả người chân khí điên cuồng lưu chuyển. Một quyền đánh phía Diệp Thần, giấu quyền ngưng tụ, thế tới hung hung, có khai sơn oai. Hắn thi triển chính là thi nhà tuyệt học gia truyền, phá núi quyền. Một chiêu này không giữ lại chút nào, chính là muốn lấy Diệp Thần tánh mạng. Ta chọc giận ngươi, chấm, phía sau chữ Thi Minh còn chưa kịp nói ra miệng, Diệp Thần, liền ra tay. Một quyền, chất phác không màu mè một quyền, Diệp Thần quả đấm ở Thi Minh trong mắt phóng đại, đối mặt quyền của hắn. Vậy nhìn như uy mãnh giấu quyền, ngay tức thì tan vỡ, sau đó, là Thi Minh cánh tay. Trực tiếp nổ tung, Thi Minh thân thể đổ bay ra, tiếp theo, hắn toàn bộ thân thể, đang phi hành trong quá trình, hoàn toàn tán loạn thành một đoàn xương máu. Đối mặt phế vật như vậy, Diệp Thần thậm chí liền võ cũng không cần thi triển, liền tùy ý một quyền trong nháy mắt giết. Chém chết hợp đạo cảnh có thể không dễ dàng. Nhưng là đối mặt hỗn nguyên cảnh giới, một chiêu đủ rồi. Huống chi vẫn là thứ bất học vô thuật này con nhà giàu. Yên tĩnh như chết. Sự việc phát sinh quá nhanh, có rất nhiều người đi đường cũng không biết phát sinh cái gì, liền gặp Thi Minh bị đánh thành một đoàn xương máu. Vậy mấy tên trước còn giễu cợt Diệp Thần công tử ca, lúc này trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần, tựa như gặp quỷ vậy, không có một chút phản ứng, từ đầu đến cuối không dám tin tưởng một màn trước mắt. Một cái hỗn nguyên cảnh võ giả, bị thần vương cảnh kỳ võ giả một quyền giết trong nháy mắt. Đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Thật lâu, một người trong đó mới lắp bắp nói, ngươi. Ngươi biết hắn là ai không? Ngươi dám giết hắn, thì nhà sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ, Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng hướng vậy người mở miệng quét tới, tên kia công tử ca lại ngay tức thì trên mặt toàn không có chút máu, chặt chẽ cúi đầu, lại cũng không dám cùng Diệp Thần đối mặt. Lúc này, Ngô Hạnh Nhi kích động bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Diệp Thần lại như thế mạnh. Chân thực ra nàng ý liệu, bất quá, nàng mặc dù chán ghét vậy Thi Minh, có thể thấy một người ở trước mặt mình chết thảm vẫn là có chút không đành lòng, nhưng là, nàng trong lòng càng nhiều hơn nhưng là ấm áp, Diệp Thần, là vì duy trì nàng, mới ra tay. Diệp Thần thì đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Nhất Phi. Hai người đối mặt, Vương Nhất Phi lúc này thần sắc vậy trịnh trọng lên, hiển nhiên, mình đánh giá thấp Diệp Thần, tại chỗ. Không có ai so hắn rõ ràng hơn Diệp Thần một quyền kia khủng bố, mà đây, chỉ là Diệp Thần tiện tay nhất kích. Bất quá, hắn cũng có thuộc về mình kiêu ngạo. Lúc này, đối mặt Diệp Thần ánh mắt, không nhường chút nào. Diệp Thần vẫn là lạnh nhạt nói, cho một mình ngươi thành thật khuyên, sau này, không nên đánh Hạnh Nhi chủ ý. Bất quá lần này, lại không có bất kỳ một người nào dám cười nhạo hắn. Vương Nhất Phi trầm mặc, một lát sau. Hắn mới ôn hòa cười một tiếng nói, à, nếu như không thì sao? Hắn nụ cười trên mặt thật ấm áp, nhưng mà, hắn ánh mắt, cũng rất lạnh, thấu xương được lạnh. Nếu không, ngươi sẽ chết. Yên tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Đây chính là Vương Nhất Phi à. Thăng tiên bảng trước 10 thiên tài. 22 tuổi, tu luyện tới hợp đạo cảnh, không có mượn bất kỳ ngoại lực, hơn nữa. Hắn thực lực chân thật xa xa mạnh hơn cùng cảnh giới võ giả. Coi như đối mặt hợp đạo cảnh tầng 5, thậm chí còn tầng 7 phổ thông võ giả, cũng có thể chiến thắng. Người như vậy, coi như đặt ở linh võ đại lục, cũng coi là vạn giảm chọn một thiên tài chân chính. Nhưng mà, Diệp Thần lại dùng chết cái chữ này, uy hiếp hắn. Tựa như, hắn thật có thể xem bóp chết một con kiến như nhau, để cho Vương Nhất Phi giống như chết. Vương Nhất Phi không cười. Cho dù hắn lòng dạ sâu hơn, lúc này vậy không cười được, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, dường như muốn dùng ánh mắt đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn, trong con ngươi thiêu đốt chiến ý điên cuồng.
nhưng là, lý trí nói cho hắn, không nên ra tay, thăng thiên thi đấu sắp tới, hắn mặc dù có tự tin chiến thắng Diệp Thần, nhưng là, lại không thể bảo đảm mình không bị thương, hắn không thể ở lớn so với trước đó bị thương, cái này quan hệ đến hắn tương lai. Nhưng mà, muốn cho hắn nhẫn, hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn là một cái vị diện thiên tài xuất sắc nhất, có mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ngươi, có dám theo hay không ta đánh cuộc? Vương Nhất Phi đột nhiên cười. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt vậy thoáng qua một vẻ kinh ngạc, cái này cùng hắn kích hoàng sán lúc, dùng phương pháp như nhau, bất quá, hắn vẫn mở miệng nói, đánh cuộc gì? Ta nhớ lại ngươi, Vương Nhất Phi đạo ngươi trước kia chính là giết Hoàng Nguyên cái đó thăng tiên giả, Diệp Thần. Diệp Thần không có chối. Nếu chúng ta đều là thăng tiên giả, liền đánh cuộc, lần này thăng tiên thi đấu hạng, như thế nào? Diệp Thần cũng cười, có thể. Hắn vốn là, chính là vì đoạt giải nhất tới. Cửa này ư luân hồi huyền bia tung tích. Nếu là ngươi hạng so ta cao, ta, vĩnh viễn sẽ không lại đến gần Ngô cô nương, thậm chí, sẽ không lại xem Ngô cô nương một mắt. Ngược lại, ngươi cũng phải làm như vậy, ngươi, có dám hay không? Diệp Thần nghe vậy, nhưng lắc đầu một cái. Mọi người lần nữa bối rối, cái này Diệp Thần trước biểu hiện được cường thế như vậy, chẳng lẽ chỉ là một túi rơm? Bây giờ, liền kinh sợ, một số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã mang theo khinh bỉ. Diệp Thần nhưng hoàn toàn không thèm để ý ý nghĩ của những người này, nói ta sẽ không lấy và Ngô cô nương có liên quan chuyện làm tiền đặt cuộc, Ngô cô nương không phải ta vật phẩm, ta, đánh cuộc mệnh. Đánh cuộc mạng ta. Mọi người nghe vậy, lại một lần nữa khiếp sợ, thô bạo, quá ngang ngược. Diệp Thần sau lưng Ngô Hạnh Nhi nhưng lo lắng hô, không được. Không thể đánh cuộc mạng ngươi. Vương Nhất Phi vậy hơi có vẻ khiếp sợ nhìn Diệp Thần, đồng thời, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia kính trọng, hắn quả thật không bằng Diệp Thần như vậy tự tin, dũng cảm. Cho nên ban đầu, hắn không có cùng Diệp Thần đánh cuộc mệnh, nhưng nếu Diệp Thần nói như vậy, hắn dĩ nhiên cũng không nguyện ý lùi bước. Được, liền đánh cuộc mệnh, là ta xem thường ngươi, ngươi, có ít đồ. Vương Nhất Phi nói xong, xoay người liền đi, bọn họ không có định linh khế, nhưng là, bỏ mặc làm người lên có bao nhiêu khác biệt, Vương Nhất Phi và Diệp Thần, đều là giống vậy kiêu ngạo người, tùy tiện sẽ không vi phạm đánh cuộc. Cho dù vậy giá phải trả, là mình đánh mạng. Vậy mấy cái công tử ca ngơ ngác muốn theo sau, Vương Nhất Phi nhưng quát lên, cho ta cút. Hắn biết. Mình vẫn là đem thăng thiên thi đấu muốn được quá đơn giản, lần này tham gia thi đấu thiên tài, còn có rất nhiều vượt qua mình tưởng tượng tồn tại, hắn đã không dự định và những phế vật này sống chung một chỗ, lãng phí thời gian. Vương Nhất Phi sau khi đi, Diệp Thần cũng đúng Ngô Hạnh Nhi cười nói, không sao, chúng ta vậy đi thôi. Ngô Hạnh Nhi lại không có động, u oán nhìn Diệp Thần nói, người này làm sao ngu như vậy. Diệp Thần hơi sững sờ. Ngược lại là cảm thấy Ngô Hạnh Nhi hiểu lầm. Hắn đối với Ngô Hạnh Nhi không có ý tứ gì khác, chẳng qua là vì trả Ngô Uy ân tình. Dẫu sao Ngô lão bản có ân tại hắn. Hắn sẽ không ở Đăng Thiên Thành dừng lại lâu, tự nhiên cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện lưu tình. Chúng ta đi nhanh đi, nếu không muốn không kịp tham gia thăng thiên tỷ thí, Ngô Hạnh Nhi thở dài một hơi nói. Được. Hoàng Sán lúc này đã đạt tới thăng thiên thi đấu hội trường. Thành tựu Đăng Thiên Thành thế lực lớn nhất, thăng thiên các cho tới nay cũng là thăng thiên thi đấu người đứng ra tổ chức một trong, Hoàng Sán thành tựu thăng thiên các 6 tên tiếp đón sứ giả một trong, tự nhiên cũng phải đến sân. Bất quá Hoàng Sán mấy ngày này tâm tình có thể chưa ra hình dáng gì, ngày đó, hắn nói cho Tiêu Lãng mình không đúng Diệp Thần xuất thủ nguyên nhân sau đó, vốn lấy tới Diệp Thần là chết chắc. Nhưng mà, hắn trở lại Đăng Thiên Thành sau khi nghe ngóng, kết quả lại lớn lớn ngoài ý liệu. Diệp Thần mặc dù bị thương bất quá thật giống như cũng chưa chết, ngược lại là Tiêu Lãng mất tích. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần, sau lưng còn có người nào? Mặc dù Hoàng Sán hoàn toàn không tin Diệp Thần có thể đoạt được thi đấu thứ nhất, nhưng là nếu thật có thế lực gì vừa ý Diệp Thần, hắn Hoàng Sán đổ thật không dám đối với Diệp Thần thực hiện linh khế nội dung. Hắn ngày hôm nay đến một cái, liền một mực nhìn chung quanh, tìm kiếm Diệp Thần tung tích, đồng thời nội tâm hy vọng. Diệp Thần không nên xuất hiện. Nếu như Diệp Thần trọng thương không cách nào đến sân, vậy dĩ nhiên lại không có bất kỳ lật bàn cơ hội.
Thăng tiên thi đấu coi như là các thế lực lớn đối với những thiên tài này khảo hạch, nếu như Diệp Thần không cách nào đến sân, cho dù có thế lực vừa ý hắn, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý nhận lấy hắn, hắn dẫu sao còn chỉ là một thần vương cảnh võ giả. Đột nhiên, hắn con người co rúm một cái, phát hiện một người thanh niên ngạo nghễ bóng người, bên người còn có một cái cô gái, không phải Diệp Thần là ai. Hơn nữa, để cho Hoàng Sán hơi kinh hãi là, Diệp Thần rốt cuộc lại đột phá. Cho dù chỉ là thần vương cảnh, nhưng là hơi thở cùng trước kia hoàn toàn không cùng, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ chuyện. Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm? Hoàng Sán đột nhiên sắc mặt có chút khó coi, như Diệp Thần sau lưng có thế lực lớn tồn tại, cho dù có linh khế tồn tại, hắn vậy căn bản không dám động Diệp Thần. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chớp mắt, nghĩ tới một biện pháp tốt, nhằm vào Diệp Thần biện pháp tốt. Lúc này, hắn hướng thăng tiên thi đấu trong hội trường sòng bạc đi tới, đánh cuộc này phường, đồng dạng cũng là thăng tiên các tổ chức, sòng bạc bên trong, treo hết mấy tên người bảng số, phía dưới chính là một ít đại biểu tỷ số bồi con số. Thứ một tấm bảng là Lăng Long Thành, hắn tên chữ phía dưới có 5 cái con số bảng, phân biệt đại biểu hắn lấy được thứ nhất tới tên thứ 5 tỷ số bồi, trong tương lai còn có Long Huyền, Vô U cùng tên chữ, thậm chí còn có Vương Nhất Phi tên chữ. Bất quá Vương Nhất Phi phía dưới con số là 6 đến 10 tên tỷ số bồi. Đây là Hoàng Sán đi tới một người phụ trách quản lý sòng bạc thăng tiên các đệ tử bên người dì tai mấy câu, tên đệ tử kia mặt hiện vẻ kinh sợ nói, vàng thiên sứ, cái này. Tựa hồ không hợp quy củ chứ? Có gì không hợp quy củ, vãng giới lại không phải là không có thêm qua bảng. Nhưng mà, không có gì hay nhưng mà, làm sao, người muốn cãi lại thượng cấp mệnh lệnh. Hoàng Sán sắc mặt trầm xuống nói. Đệ tử không dám, chấm, đệ tử kia khá là không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là giữ Hoàng Sán phân phó, tăng thêm một khối danh bài, trên đó viết Diệp Thần 2 chữ. Sòng bạc bên trong nhất thời bộc phát một hồi nghị luận. Cái này Diệp Thần là ai? Hình như là cái đó giết Hoàng Nguyên thần vương cảnh võ giả. Thần vương cảnh, cũng xứng treo ở chỗ này. Treo liền ngùm. Người này tỷ số bồi lại vẫn chỉ có một, vẫn là hạng nhất tỷ số bồi. Bất quá cái này tỷ số bồi thật cao à, 1:100. Cao hơn nữa cũng không dùng, đặt tiền của còn không bằng cầm tiên đá đi ném nước, còn có một tiếng vang. Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi vậy chú ý tới động tĩnh bên này, Diệp Thần hỏi, bên kia là chuyện gì xảy ra? Ngô Hạnh Nhi nói, bên kia là sòng bạc, ồ. Bọn họ thật giống như mới treo một cái danh bài đi ra. Ngô Hạnh Nhi đột nhiên mắt đẹp mở to, kinh hô, Diệp tiên sinh, là ngươi tên chữ. À, có chút ý tứ, chúng ta lại xem. Diệp Thần cùng Ngô Hạnh Nhi đi tới sòng bạc trước, đột nhiên một đạo thân ảnh chặn đường đi của hắn lại, Hoàng Sán lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng là oán độc. Rác dưới, ngươi thật đúng là dám đến tham gia thăng tiên thi đấu. Hoàng Sán châm chọc nói. Hắn mục đích chính là muốn kích Diệp Thần đặt tiền cuộc, mặc dù hắn không thể dùng linh khế lấy Diệp Thần tánh mạng, nhưng là, nếu như hắn tại sòng bạc bên trong đánh cuộc thua đồ, cho dù là những đại thế lực kia vậy ngại quá là hắn phải trở về, bỏ mặc như thế nào, hắn Hoàng Sán nhất định phải để cho Diệp Thần trả giá thật lớn. Diệp Thần nhìn một cái Hoàng Sán, lại nhìn lướt qua sòng bạc bên trong mặc thăng tiên các hắc bào đệ tử, trong bụng đã như vậy, mang Ngô Hạnh Nhi xoay người rời đi. Trong miệng nói, vốn còn muốn đi chơi một chút, bất quá có chó ngăn cản đến, Hạnh Nhi, chúng ta đi. Hoàng Sán mặt liền biến sắc, Diệp Thần lại quay đầu bước đi. Hắn lấy là Diệp Thần nhất định sẽ cùng mình đối chọi tương đối gay gắt. Hợp lại lên toàn bộ tài sản tranh một hơi, đã từng cùng mình ở thăng tiên đài rằng con người thanh niên kia, cho hắn chính là loại cảm giác này, nhưng bây giờ, Diệp Thần lại muốn đi. Hoàng Sán không cam lòng nhìn Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi rời đi hình bóng, đột nhiên oán độc nói, Diệp Thần, chẳng lẽ, ngươi không chịu đặt tiền cuộc, là bởi vì là ngươi cầm tiên đá đều tốn ở bên cạnh ngươi vậy cái mẫu trên thân chó. Sợ ngươi đánh cuộc thua sau này, không nuôi nổi nàng. Ta đây là nhìn lầm ngươi, vốn cho là ngươi mặc dù ngu xuẩn cuồng ngông, nhưng vậy coi là một người đàn ông, không nghĩ tới, lại là con chó mẹ im hơi lặng tiếng. Diệp Thần đột nhiên xoay người, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Hoàng Sán, ánh mắt băng lạnh tới cực điểm, cơ hồ thì phải không để ý hậu quả địa đối Hoàng Sán ra tay. Ngô Hạnh Nhi chặt chẽ kéo Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, bình tĩnh.
Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Hoàng Sán, ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Làm nhục Diệp Thần sẽ không tức giận. Nhưng Hoàng Sán nhưng lại như là này làm nhục Ngô Hạnh Nhi. Được, Hoàng Sán, ta mặc dù biết người bất quá là lo lắng phía sau ta thế lực, muốn dùng cái này đánh cuộc để cho ta ra một cái máu, bất quá, ta vẫn là đánh cuộc, ta chính là không biết, ngươi, có thường hay không nổi. Hoàng Sán khinh thường nói, ngươi, ngươi có thể lấy ra nhiều ít tiên đá, coi như là trăm lần tỷ số bồi, ta cũng thường nổi. Hắn sợ Diệp Thần không chịu đi vào khuôn khổ, cố ý đem tỷ số bồi thiết lập được cực cao. Hoàng Sán, ngươi sẽ hối hận, nhớ lời ta, thi đấu kết thúc sau này, ngươi nếu như còn có mặt mũi còn sống, vậy sẽ mất đi hết thảy. Diệp Thần đã đem Ngô Hạnh Nhi, Ngô Uy các người coi là mình bằng hữu, làm nhục hắn Diệp Thần bằng hữu, bất luận ngươi là ai, đều phải trả giá thật lớn. À, vậy ta chờ. Mắc câu. Hoàng Sán trong lòng cười nhạt, tiểu tử này tâm tính, quả nhiên không được à, mình còn lấy là hắn trước cùng mình định linh khế đánh cuộc, là bởi vì là sau lưng có thế lực lớn tồn tại mà có chỗ ỷ lại, dẫu sao một ít đại thế lực đạo thống đúng là thấp võ thế giới có chút truyền lưu. Như vậy đệ tử sau này vậy cũng sẽ bị đối ứng thế lực xem trọng, bất quá bây giờ xem ra, Diệp Thần chỉ là đơn thuần xung động mà thôi, cho dù có thế lực lớn vừa ý hắn, cũng là hắn gặp vận may. Diệp Thần đi tới sòng bạc bên trong mình bảng hạ, vung tay lên, trong tay nhiều cái túi đựng đồ, ném tới tên kia thăng tiên các đệ tử trước mặt nói, ta đè Diệp Thần, hạng nhất, 500 cái cực phẩm tiên đá. Lời này vừa nói ra, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh. Vô số đôi mắt quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cùng với hắn vứt ra túi đựng đồ. Thậm chí mỗi một người đều nín thở. Không thể nào tin nổi. Đây chính là 500 cái cực phẩm tiên đá à? Giống vậy hợp đạo cảnh võ giả căn bản không có thể nắm giữ lớn như vậy tài sản. Huống chi chính là thần vương cảnh. Vẫn là một cái từ con kiến hôi chi địa đi lên người. Trái đất Côn Lôn hư, ở linh võ đại lục nhưng mà hạng tồn tại lót đáy. Làm sao có thể có người như vậy giàu có? Bọn họ tự nhiên không biết. Cái này 500 cái cực phẩm tiên đá đối với Diệp Thần mà nói chỉ bất quá không đáng kể. Dẫu sao Diệp Thần nhưng mà lấy được Độc Cô gia tộc, thậm chí còn tây vực phần lớn tông môn nội tình. Dù là lại trăm lần tiên đá, hắn vậy cầm đi ra. Hoàng Sán lại là quát lên, thằng nhóc, ta cái này thăng tiên các sòng bạc cũng không phải là ngươi có thể ăn nói lung tung địa phương. Om sòm, phế nói cái gì, chấm chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần tỏ ý người đệ tử kia kiểm kê số lượng. Tên kia thăng tiên các đệ tử cầm túi đựng đồ lên, thần niệm đi ở giữa đảo qua, nhất thời mặt liền biến sắc, hắn tiếp liền dùng thần niệm quét 3-4 lần, mới trịnh trọng đối với Hoàng Sán nói, 500 cái cực phẩm tiên đá, một quả không thiếu. T. Mọi người tại đây đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một màn này, tựa như kinh bạo bọn họ con ngươi. Làm sao có thể? Hoàng Sán đoạt lấy túi đựng đồ kia, trực tiếp đem trong túi tiên đá thả ra, một hồi linh khí nồng nặc tán giật mở, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đống lóe lên quang hoa sáng chói cực phẩm tiên đá xếp thành núi nhỏ vậy xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Thật sự là 500 cái. Chấm, Hoàng Sán lẩm bẩm nói, ngay sau đó mừng rỡ trong lòng. Đây đối với hắn mà nói, vậy coi là một so không nhỏ gia tài. Bất quá, ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng ở hắn vang lên bên tai, ngươi bây giờ, còn xác định ngươi có thể thường nổi sao? Hoàng Sán lúc này tựa như bị một thùng nước đá ngay đầu tưới xuống. Run lập cập, dẫu sao không đi qua các chủ đồng ý, mình tại sòng bạc bên trong gia nhập đánh cuộc, đó là phải bị phạt nặng. Nếu như vì vậy liên lụy đến thăng tiên các, nghiêm trọng nhất tình huống, thậm chí phải phế bỏ hắn tu vi, đuổi ra khỏi thăng tiên các. Bất quá! Vậy cũng muốn Diệp Thần bắt được thứ nhất mới có thể. Một người còn không bước vào hỗn nguyên cảnh tiểu súc sinh, làm sao có thể bắt lại thứ nhất? Hoàng Sán lại yên lòng, cười lạnh nói, ngươi cái nhỏ rác dưới, ta xuất thân, há là ngươi có thể đo lường được, ta dĩ nhiên thường nổi. Diệp Thần cười lạnh nói, hy vọng ngươi nói được là làm được, không muốn liên lụy thăng tiên các. Ngay tại lúc này, một người tóc tai bù xù người đàn ông trung niên phi thân không trung. Tiếng như chuông lớn vậy quát lên, thăng tiên thi đấu liền muốn bắt đầu,
mời các vị người dự thi chuẩn bị rút thăm phân tổ. Tất cả vị khán giả vậy mời ngồi vào. Cái này thăng thiên thi đấu cử hành chi địa là một cái dáng vóc to quảng trường chung quanh là từng vòng hướng ra phía ngoài dọc theo chỗ ngồi đủ để chứa mấy triệu người, mà quảng trường chính giữa bầu trời chỗ, thì lơ lửng một mặt to lớn trong suốt thủy tinh, một khi bắt đầu tỉ thí, thủy tinh này liền có thể đem tranh tài hình ảnh phơi bày ở tinh trên mặt, thuận lợi xem. Lần này người dự thi, vừa vặn 100 người, lấy mỗi 10 người là một tổ, phân là 10 tổ, mà Diệp Thần vừa vặn rút được chính là thứ 10 tổ nhãn hiệu. Tất cả tổ người dự thi danh sách biểu hiện ở thủy tinh trên màn ảnh, Diệp Thần không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Thứ 10 tổ, trừ hắn ra, còn nữa, Lăng Long Thành, Long Huyền. Cái đó gọi Vô U cô gái ở thứ 7 tổ, Triệu Linh Tiêu ở thứ 9 tổ, trước đây không lâu và hắn xung đột Vương Nhất Phi ở tổ thứ 8. Bắt đầu tranh tài. Theo thăng tiên các chủ một tiếng quát to. Hiện trường vang lên sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô, các khán giả đều xôn xao. Một đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, hiện ra một cái chiều rộng 100 mét, dài 1000 mét, tựa như làm bằng vàng dòng đại đạo. Cái này, chính là dùng để khảo sát những người dự thi này cửa viễn cổ pháp bảo, tên là trên thăng tiên đại đạo. Truyền thuyết, có thể đi tới trên thăng tiên đại đạo cuối người, trong 10 năm là có thể trở thành tiên tôn. Càng có thể thức tỉnh cao nhất đại đạo. Càng chống được phía sau, thì có thể thức tỉnh kinh khủng đại đạo quy luật. Ở linh võ đại lục, loại người này, định trước bị vô số thế lực giành cướp. Trên thăng tiên đại đạo, mỗi 100 mét, chính là một cái khảm. Thông thường mà nói, trên thăng tiên đại đạo lên có thể đạt tới 300 mét người, coi như là 7 cấp linh tư. Ở linh võ đại lục, miễn cưỡng có thể gánh nổi thiên tài hai chữ. Dẫu sao thời kỳ thượng cổ tiêu chuẩn. Và bây giờ là bất đồng, bất quá, như vậy võ giả, vậy không sẽ có được đại thế lực xem trọng, có thể thỉnh thoảng sẽ có cấp thấp tông môn vừa ý như vậy thăng tiên giả. Mà có thể đạt tới 400 mét người, 6 cấp linh tư, mặc dù chỉ tăng lên một các loại, nhưng, cũng đã có thể từ linh võ đại lục phổ thông võ giả trong hàng ngũ bộc lộ tài năng, tông môn nhỏ sẽ hết sức lôi kéo loại đệ tử này, mà bên trong cùng tông môn thế lực, vậy nguyện ý mời loại này thiên tài gia nhập. Mà đạt tới 500 mét người, 5 cấp linh tư, ở thời kỳ viễn cổ vậy coi là bên trong các loại, thả cho tới bây giờ, nhưng coi như là xứng đáng không thẹn nhân vật thiên tài. Có thể muốn cùng những cái kia chân chính yêu nghiệt so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa, chân chính lên tam lưu thế lực lớn coi thường, nhưng mà năm lưu thế lực, nhưng khá là khát nhìn lấy được như vậy thiên tài, loại thiên tài này đều có tiềm lực, nếu như đào tạo được làm, cũng có một phần quật khởi có thể. Mà qua 600 mét người, ở thời đại viễn cổ, coi như có chút ưu tú, có thể miễn cưỡng coi như là tiểu yêu nghiệt, bốn lưu thế lực nguyện ý đào tạo, loại thiên tài này, quật khởi có thể khá lớn, là bốn nhóm thế lực tiến hơn một bước, bước lên thế lực lớn hàng ngũ hy vọng. Tới 700 mét, ở viễn cổ gọi là hơn 3 cấp linh tư, là chân chánh yêu nghiệt, đối ứng hôm nay lên tam lưu thế lực, linh võ đại lục thế lực lớn, đều là lấy viễn cổ tiêu chuẩn yêu cầu môn hạ đệ tử. Như vậy thiên tài, tam lưu, nhị lưu, thậm chí nhất lưu thế lực đều nguyện ý đào tạo. Có thể qua 700 mét người, từ xưa đến nay, vô số thăng tiên giả bên trong, số lượng không nhiều, cơ hồ mỗi một cái cũng có thể ở linh võ đại lục trên lịch sử lưu lại một đoạn huy hoàng. Đến 800 mét, đó chính là một tầng khác thiên tài, ở thời đại viễn cổ, nếu như 3 cấp linh tư còn chỉ tính ưu tú tư chất nói, 2 cấp linh tư cho dù ở viễn cổ. Vậy coi là trong một vạn không có một thiên tài, loại người này một khi xuất hiện, nhất lưu thế lực cũng hội triển mở tranh đoạt. 900 mét người, bất luận lúc nào đời, đều là cực phẩm nhất tuyệt thế thiên tài, đạt được loại thiên tài này thế lực, cơ hồ không một sẽ không nghênh đón chục triệu năm phồn vinh. Mà đến 1000 mét cuối, đã siêu thoát linh võ đại lục cực hạn, tồn tại ở truyền thuyết bên trong, thậm chí liền nhất lưu thế lực, vậy không dám tưởng tượng tồn tại. Rút thăm kết thúc. Tổ thứ nhất thăng tiên giả đồng thời bước lên trên thăng tiên đại đạo. Trong nháy mắt, một cổ lực lớn tới người, đồng thời thần hồn chấn động, sát khí vô hình chèn ép tâm thần, trong tai tựa như nghe gặp khẽ nói, ở khuyên bọn họ lui về phía sau, cảnh cáo bọn họ tiền đồ là như thế nào hung hiểm. Bất quá, những người này, không một không phải thuộc quyền vị diện ưu tú nhất tồn tại, cơ hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bước nhanh về phía trước. Bất quá.
trong này vẫn là có sắp có chậm, một người quần áo tím thiếu niên dẫn đầu độc chiếm, về phía trước nhanh xông lên đi, hạng nhì cơ hồ rơi ở phía sau hắn hai khoảng trăm thước. Người này, chính là thăng tiên trên bảng hạng thứ 7 tồn tại, tên là Hạ Trúc, có đặc thù sấm gió thân thể, nghe nói còn tinh thông thần niệm bí thuật. Người này một đường chạy như điên, thẳng đến 500 mét, tốc độ mới chậm lại, mà sau lưng nhanh nhất người, mới vừa qua 300 mét. Hạ Trúc đến 500 mét vị trí, trong sân vang lên một phiến ủng hộ, mơ hồ gọi Hạ Trúc tên chữ. Ở sơn hô hải khiếu tiếng ủng hộ bên trong, đột nhiên một tiếng trời trong sét đánh, ở trên thăng tiên đại đạo lên vang lên. Màu bạc trắng lôi quang lượn quanh liễu ở Hạ Trúc quần áo tím trên, sau lưng ngưng tụ ra đối với màu thiên thanh, tản ra tinh thuần phong linh lực hư ảnh. Hạ Trúc tựa như lôi thần giáng thế, hư ảnh rung lên, lần nữa tăng tốc độ, trực tiếp đạt đến 600 mét vị trí, mới tốc độ xuống hàng, nhưng vẫn ung dung, đi về phía trước. Ở sau lưng hắn, phần lớn thăng tiên giả đều ở đây 3 đến 400 mét chỗ vùng vẫy, có thậm chí còn không tới 300 mét liền không nhịn được, không cách nào tiến lên trước một bước. 650 mét, qua. Hạ Trúc qua 650 mét, áp lực một chút tăng nhiều, mỗi về phía trước bước ra một bước, cả thân lôi quang đều phải kịch liệt lóe lên một chút. 695 mét. Hạ Trúc cắn răng, cả người run rẩy, cơ hồ không cách nào lại bước thêm một bước, mọi người ở đây đều đã nín thở, liền liền nhất lưu trong thế lực cũng có người ánh mắt một mực nhìn chăm chú Hạ Trúc, hiển nhiên có một phần hứng thú. Hạ Trúc đột nhiên cầm một cái màu tím đen trường kiếm, phẫn nộ quát thiên địa huyền lôi, phò hộ ta thân, lôi vương pháp tướng, hiện. Màu đen lôi quang từ trên thân kiếm bốc lên, biến dạng không gian, một tôn tay cầm thần kiếm uy nghiêm pháp tướng hư ảnh hiện lên Hạ Trúc sau lưng. Lúc này, Hạ Trúc trên người lôi quang vậy biến thành màu đen. Đồng thời hơi thở biến đổi, lại lộ ra một cổ khí tức kinh khủng, hắn cùng sau lưng pháp tướng đồng thời chợt về phía trước chém ra một kiếm, màu đen lôi quang hóa thành nộ long chi hình, xé ngăn trở Hạ Trúc hết thảy, Hạ Trúc bóng người đi đôi với nộ long gầm thét lần nữa tiến về trước. 696, 697, 700, Hạ Trúc qua 700 mét. Quảng trường vẫn còn là yên lặng như tờ, bởi vì, Hạ Trúc vẫn còn ở tiến về trước. 701, 702, 709, màu đen lôi quang biến thành nộ long rốt cuộc đã tiêu hao hết lực lượng, mất đi ở trong không khí, mà Hạ Trúc vậy rốt cuộc dừng bước. Trong sân, vang lên kịch liệt tiếng hoan hô, một người lên 3 cấp linh tư tuyệt thế yêu nghiệt, ra đời. Mà Hạ Trúc, ở buông tha đi tới một khắc kia, bị truyền tống ra ngoài trên thăng tiên đại đạo, mặt hắn lên tràn đầy kiêu ngạo. Đồng thời, trên quảng trường một khối trên bia đá to lớn, xuất hiện Hạ Trúc tên chữ, còn có 709 mấy con số này, tượng trưng cho hắn thành tựu. Phàm là qua 700 mét người, bọn họ tên chữ, cũng sẽ xuất hiện ở đây khối lên trời trên bia. Những người này, thật có thể nói là một bước lên trời, lập tức có thể gia nhập đến linh võ đại lục thế lực lớn bên trong. Lấy được người bình thường khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Rất nhanh, đến tổ thứ 2, bình thường không có gì lạ, thăng thiên bảng hạng thứ 6, thứ 8 thiên tài đều ở đây tổ này, nhưng cũng chỉ là qua 600 mét mà thôi, mặc dù không tệ, nhưng là ở Hạ Trúc sáng tạo kỳ tích trước mặt, nhưng cũng kém rất nhiều. Tổ thứ 3, giống vậy bình thản. Tổ thứ 4, ngược lại là có một người hấp dẫn mọi người con ngươi, nhưng cũng không phải nghênh đón ủng hộ. Ngược lại thì một phiến hít hà. Người này tên là Lục Hiên, đến từ một cái thấp võ thế giới, cái thế giới kia ở linh võ đại lục hạng, đếm ngược thứ 3, so Côn Lôn hư cao hơn không thiếu. Tu vi bất quá là thần vương cảnh, thậm chí so Diệp Thần còn thấp mấy phần. Lúc này hắn đang ra sức vùng vẫy ở 200 mét vị trí, đây cũng không phải hoàn toàn bởi vì cảnh giới quan hệ, trên thăng tiên đại đạo lên, cảnh giới sẽ phải chịu nhất định áp chế. Bất quá cảnh giới tu vi vẫn có thể nhìn ra được nhất định tư chất tiêu chuẩn, tu luyện chậm, có lẽ vậy không hoàn toàn đúng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân. Ha ha ha, cái này cái rác dưới à, mới tới 200 mét, liền đi không nổi. Cái gì thăng tiên giả cũng là thiên tài, ta xem nhà ta chó đi, cũng có thể đi được so hắn xa. Ha ha ha, phế vật, mau buông tha đi, đừng mất mặt xấu hổ. Hoàng Sán nhìn Lục Hiên. Liền tựa như thấy được Diệp Thần tương lai, trong lòng một hồi sảng khoái, không tới 300 mét tư chất,
cho Thăng Thiên Các làm tạp dịch, hắn còn phải suy tính một chút có thu hay không đây. Lục Hiên đôi mắt ứ máu, ở vô số nhục mạ bên trong cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, hắn có thể trở thành hắn vị diện thăng tiên giả, quả thật rất lớn một số nguyên nhân là bởi vì là gia tộc hắn Lục gia là ở đâu cường đại nhất tồn tại. Bất quá, hắn bản thân, vậy quả thật coi là thiên tài, quê quán của hắn và Côn Lôn hư kém không nhiều, có thể tu luyện tới thần vương cảnh kỳ lác đác không có mấy, cho dù ở Lục gia cũng giống vậy, có thể hắn Lục Hiên làm được. Hắn vẫn là kiêu ngạo, lúc nào nhận cái này cùng làm nhục, lúc này, liền lòng muốn chết đều có, mà tâm cảnh dao động dưới, càng khó hơn tiến lên trước một bước. Cố gắng lên, người có thể. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng lấn át mọi người tiếng quát mắng, Lục Hiên hướng người nọ nhìn, chỉ gặp là một người tới tuổi 20 bộ dáng thanh niên. Thanh niên trong mắt kiên nghị, con người sâu thẳm lộ ra thần bí, hai tay chắp sau lưng, tựa như ngạo nghễ hậu thế. Trọng yếu hơn là, cái này người thanh niên cũng là thần vương cảnh. Và hắn như nhau sỉ nhục thần vương cảnh. Ở rất nhiều thiên tài trong mắt, hèn mọn thần vương cảnh. Cái này người thanh niên chính là Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù và Lục Hiên cũng không quen biết, nhưng hắn biết bị khi dễ mùi vị, hắn biết bị một cái khổng lồ tập thể bài xích mùi vị, hắn biết làm một người kiêu ngạo tự ái bị người dẫm ở dưới chân lúc thống khổ. Nhưng mà... Lục Hiên vẫn không có buông tha. Cái này, chẳng lẽ không đáng hắn khích lệ một câu sao? Ở vô số người cười nhạo hắn thời điểm, không nên cho dư đối phương một câu khích lệ sao? Có thể mọi người ở đây, không có người nào khích lệ qua Lục Hiên. Cho nên, hắn lên tiếng, đây cũng không phải một kiện nhiều khó khăn chuyện, nhưng không người nào nguyện ý đi làm, có lẽ, bọn họ vĩnh viễn vậy học sẽ không quan tâm, cũng không xứng đạt được người khác quan tâm. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, các khán giả đều có chút không tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Thần, thằng nhóc này đầu óc có bệnh chứ? Phế vật này 200 mét thì không được còn có thể cái mau à? Vì phế vật này lại và mấy triệu người làm ngược lại, vẫn là vì một người xa lạ. Hoàng Sán đột nhiên hô, mọi người có chỗ không biết, thằng nhóc này giống vậy đến từ thấp võ thế giới. Hơn nữa... Hắn ở địa phương đó là một cái kêu là trái đất Côn Lôn Hư con kiến hôi chi địa. Nhắc tới, Côn Lôn Hư so với kia Lục Hiên quê nhà còn muốn rác dưới đâu. Cái này đến từ Côn Lôn Hư phế vật, và vậy Lục Hiên đồng loại rác dưới, bắt đầu tinh tinh tương thích liền chứ. Các khán giả nghe vậy, bùng nổ một hồi cười ầm lên. Ha ha ha, quả nhiên như vậy, cũng không biết phế vật này một hồi có thể làm ra dạng gì cười liệu. Không biết cái đó Lục Hiên chờ một chút sẽ hay không giống vậy đối với hắn tới một câu, cố gắng lên, người có thể, vậy ta thật muốn cười ngạo. Ha ha ha, không nghĩ tới tới xem thăng tiên thi đấu, còn có thằng hề biểu diễn trợ hứng à. Lúc này, Lục Hiên ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh, hắn từng bước một về phía trước bước vào. Mặc dù chậm, nhưng rất thực tế, trên thăng tiên đại đạo những tuyển thủ khác đều đã kết thúc tỉ thí. Chỉ có Lục Hiên một người còn đang ra sức về phía trước bước vào, mới đầu, mọi người còn chưa ngừng cười nhạo, có thể dần dần, cười nhạo người càng ngày càng ít. Bởi vì, Lục Hiên mỗi lần không cách nào chống đỡ lúc đó, đều đang sẽ đột phá cực hạn, tiếp tục đi tới trước, hắn đã sớm đột phá 300 mét, cả người bởi vì không chịu nổi gánh nặng hiện đầy máu tươi. Nhưng, hắn vẫn là không có dừng lại, hắn ánh mắt chặt chẽ phong tỏa 400 mét vị trí, thở hổn hển. Về phía trước bước vào, hắn sớm đã đến cực hạn, nhưng hắn nhưng không muốn dừng lại, hắn phải làm cho những cái kia làm nhục người mình xem. Cho dù là chết, hắn cũng phải chết ở 400 mét vị trí. Lục Hiên mỗi một bước đi ra, liền ở trên thăng tiên đại đạo lên lưu lại một cái màu máu dấu chân, các khán giả đây là cũng sẽ không nhục mạ, bởi vì Lục Hiên đã đi tới 399 mét vị trí. Một bước cuối cùng. Làm Lục Hiên bước qua 400 mét lúc đó, thi đấu hội trường hoàn toàn yên tĩnh, mà Lục Hiên cũng ở đây bước qua 400 mét lúc đó, ngay tức thì mất đi ý thức, bị truyền tống ra ngoài trên thăng tiên đại đạo. Một người đến từ linh võ đại lục bên trong cùng tông môn ông già râu bạc nắm râu, mặt mỉm cười nhìn Lục Hiên, khen liền một câu, thằng nhóc này không tệ, ta bách chân môn muốn. Đồng thời Diệp Thần vậy đi tới Lục Hiên bên người, vỗ một cái hắn, đưa cho hắn một viên đan dược. Lục Hiên miễn cưỡng thanh tỉnh mấy phần, nhận lấy đan dược bỏ vào trong miệng, cường đại dược lực ở trong thân thể dòng nước chảy,
sắc mặt rốt cuộc khôi phục một phần. Hắn thật sâu nhìn Diệp Thần một cái nói, cảm ơn. Diệp Thần khoát khoát tay, đỡ dậy Lục Hiên, đứng qua một bên. Tổ thứ 5, thứ 6 tổ, rất nhanh tới thứ 7 tổ. Vô U chỗ ở vậy tổ. Vô luận là phổ thông người xem, thăng tiên giả, vẫn là những cái kia nhất lưu thế lực sứ giả, đều ở đây trong nháy mắt, đưa mắt tập trung vào một người cả người màu đen quần áo ăn mặc thiếu nữ trên mình. Thiếu nữ một đầu đạt tới eo tóc đen, sắc mặt vô cùng là thương trắng, tựa như không có một tia huyết sắc, ngũ quan tinh xảo được không giống loài người, tựa như thiên thần đào tạo kỳ tích, một đôi giống như ngôi sao mắt đẹp khác với người thường, đồng sắc đỏ thẫm. Trong đám người vô cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đẹp, chân thực quá đẹp, đẹp đến mọi người chỉ là nhìn một cái, thần hồn liền dường như muốn thất thủ vậy, tu vi hơi thấp người, cũng sinh ra một loại muốn là đối phương dâng ra hết thảy dục vọng. Huyết thần tông Tiết Hoàng khẽ mỉm cười, đối với Vô U tạo thành rung động khá là hài lòng, đắc ý nhìn lướt qua cách đó không xa Âu Dương Giác. Âu Dương Giác vậy khẽ cau mày, mình vẫn là xem thường máu này tộc thiếu nữ. Diệp Thần trong ánh mắt vậy mang theo vẻ ngưng trọng, hắn luyện hóa viễn cổ hung thú máu tươi, lại có luân hồi huyết mạch, bản thân liền có một tia đặc biệt uy áp, có thể đối mặt máu này tộc thiếu nữ lúc, lại từ trên người nàng cảm thấy một tia nhàn nhạt uy hiếp. Bắt đầu tranh tài, Vô U đi dạo sân vắng vậy đi về phía trước, trong chốc lát lại bị những thứ khác thăng tiên giả vung ở sau lưng, bất quá sắc mặt nàng rửng rưng, tựa hồ hoàn toàn không có đem thăng tiên thi đấu để ở trong lòng. Nàng một bên đi về phía trước, đánh giá dưới chân viễn cổ chi bảo, thỉnh thoảng dừng chân nhắm mắt, tựa hồ đang cảm thụ trên thăng tiên đại đạo lên tản ra một tia khí thức viễn cổ, nhất cử nhất động không không tiết lộ trước yêu nhã quý khí. Chạy ở trước mặt nhất thăng tiên giả đã đến 500 mét vị trí, bất quá, tại chỗ rất nhiều người xem lúc này sự chú ý đã từ thi đấu chuyển tới Vô U trên mình, nàng mỗi một cái động tác tựa hồ cũng sẽ đưa tới các khán giả khen ngợi. Cho đến những thứ khác thăng tiên giả đã lần lượt rời đi trên thăng tiên đại đạo lúc, mới có người kịp phản ứng, chẳng nói lên lời nói, ngươi. Các người xem, Vô U thật giống như đã đột phá 700 mét. Thật, ta cũng không phát hiện. Cho dù đến 700 mét, Vô U tiểu thư lại còn có thể như vậy ung dung. Đây mới thật sự là thiên tài, chân chính nữ thần à. Vô U dễ dàng phá vỡ hạ trúc sáng tạo ghi chép, vẫn tản bộ vậy đi ở trên thăng tiên đại đạo lên, rất nhanh, liền đi tới 800 mét chỗ. Mọi người đã nín thở, tựa như làm chứng thần tích. Mà Vô U lúc này vậy lần đầu nhíu lên Nga Mi, ở 799 mét chỗ dừng bước, hiển nhiên. Muốn đột phá 800 mét, đối với nàng mà nói cũng không thoải mái. Đột nhiên, huyết quang chớp mắt, một đạo do máu tươi ngưng tụ thành trường kiếm chưa từng u trước người, hướng hư không chém tới, theo một kiếm này chém ra, Vô U chân ngọc động một cái, vượt qua 800 mét. Tĩnh mịch, các khán giả không dám tin tưởng mình xuất hiện trước mắt một màn. Tiếp theo, là chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Thiên tài à, thiên tài chân chính à. Không nghĩ tới, cái này Vô U thiên phú lại như vậy khủng bố, Diệp Thần, người bây giờ đối với thăng tiên thi đấu và thăng tiên trên bảng thiên tài có phải hay không có toàn nhận thức mới? Ngươi, còn dám theo ta đánh cuộc mệnh sao? Nói chuyện, là Vương Nhất Phi. Vương Nhất Phi chẳng biết lúc nào, đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhàn nhạt nói, người khác như thế nào, cùng ta không liên quan, ta mục tiêu, là cuối, cho tới bây giờ đều là... Cuối. Trên thăng tiên đại đạo cuối. Vương Nhất Phi nghe vậy cả kinh, cuồng ngông, quá cuồng vọng. Những cái kia cho thấy vô cùng là thực lực kinh khủng cùng thiên phú những thiên tài cũng không dám có như vậy vọng tưởng. Đây chính là đại biểu 10 năm bước vào tiên tôn cuối à. 10 năm liền muốn bước vào tiên tôn. Đây là người muốn liền có thể làm được sao? Nhưng mà Diệp Thần nói ra lời này lúc, vậy cổ tự tin hiển nhiên không phải giả vờ. Vương Nhất Phi vậy rất cuồng, nhưng là hắn cuồng là có hạn độ. Có thể Diệp Thần, thật là cuồng được bất chấp lý lẽ, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, tên này có phải hay không đầu óc không bình thường. Sốt nát, bất quá thần vương cảnh, cũng dám nói mạnh miệng như vậy, ngươi là không đem chúng ta những thứ này thăng tiên giả để vào mắt sao? Một cái thanh âm nam tử vang lên. Diệp Thần và Vương Nhất Phi hướng người nọ nhìn, chỉ gặp là một người mặc đạo bào người tuổi trẻ. Vương Nhất Phi thấy người nọ,
con ngươi co rúm một cái, cả kinh nói, Triệu Linh Tiêu. Triệu Linh Tiêu vừa nói nhìn lướt qua Lục Hiên, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không lấy là mình cũng có thể xem hắn như nhau sáng tạo kỳ tích, tiếp liền vượt qua cực hạn, đưa đến ngươi sinh ra mình có thể đi tới cuối ảo giác. Ta nói cho ngươi, không có thể đột phá 600 mét người, đều là phế vật. 200 mét và 400 mét bản chất không có khác biệt, mà 600 mét sau này, ngươi muốn tiếp tục tiến về trước. Dựa vào ngươi tạm thời đột phá cực hạn, tuyệt không thể nào. Rất nhiều thăng tiên giả nghe vậy đều là mặt hiện vẻ giận, bởi vì bọn họ không qua 600 mét, chính là Triệu Linh Tiêu trong miệng phế vật, có thể bọn họ nhưng giận mà không dám nói gì, bởi vì, đối phương là Triệu Linh Tiêu. Diệp Thần nhìn Triệu Linh Tiêu, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, Triệu Linh Tiêu vậy rất cuồng, nhưng cùng Diệp Thần cuồng cũng không cùng, Diệp Thần cuồng, cũng không sẽ tùy tiện làm nhục người khác, chê bai người khác, hắn đối với một người tôn trọng là thành lập ở nơi này người đức hạnh lên. Mà không phải là thành lập ở đối phương thực lực lên. Ví dụ như hắn nguyện ý ra tay trợ giúp Lục Hiên, chính là bởi vì Lục Hiên phẩm cách. Mặc dù, linh võ đại lục vô cùng tàn khốc, người mạnh là vua, Diệp Thần vậy giống vậy thờ phượng thực lực trên hết quy luật, nhưng, đó là đối với tự thân yêu cầu, theo đuổi lực lượng cường đại hơn, thực lực trên hết, cũng không phải là đối với người yếu khi dễ. Triệu Linh Tiêu tác phong, Diệp Thần không ưa. Trên bầu trời, Âu Dương Giác vậy bởi vì Triệu Linh Tiêu lên tiếng mà khẽ cau mày. Triệu Linh Tiêu, mặc dù cũng không phải là linh võ đại lục xuất thân, nhưng mà, hắn và Linh Tiêu phái, lại có một đoạn sâu xa. Triệu Linh Tiêu huyết mạch, đến từ Linh Tiêu phái bên trong đệ nhất gia tộc, Triệu gia. Triệu Linh Tiêu phụ thân năm đó vốn là Linh Tiêu phái đệ tử chân truyền, một lần tông môn trong thực tập, bởi vì bất ngờ tu vi giảm lớn, rơi vào thấp võ thế giới bên trong. Từ Triệu Linh Tiêu tên chữ vậy có thể thấy được, Triệu Linh Tiêu phụ thân đối với Linh Tiêu phái nhớ nhung. Bất quá, Linh Tiêu phái như vậy coi trọng Triệu Linh Tiêu, càng bởi vì thiên tư của hắn. Triệu Linh Tiêu, có một loại tên là Linh Tiêu đạo thể chất đặc thù. Năm đó, Linh Tiêu phái khai phái tổ sư Linh Tiêu Tử, chính là bằng vào cái này thể chất đặc thù, ngang dọc linh võ đại lục, Linh Tiêu phái trên dưới, làm sao có thể không đem Triệu Linh Tiêu coi như chí bảo. Có lẽ, Triệu Linh Tiêu chính là cái kế tiếp Linh Tiêu Tử. Triệu Linh Tiêu mặc dù xuất thân thấp hèn võ thế giới, lấy được nhưng là linh võ đại lục cao cấp truyền thừa. Hơn nữa hắn kinh khủng thiên phú, tự nhiên chưa bao giờ gặp bất kỳ đối thủ, cho nên, hắn ghét nhất, chính là cái loại đó không có thực lực nhưng cuồng ngông rốt nát rác dưới. Chẳng lẽ bọn họ không biết, tên yếu nên im hơi lặng tiếng, nằm ở sao? Cuồng, là cường giả đặc quyền. Những thứ này rác dưới cũng xứng cuồng, thật là vũ nhục cuồng cái chữ này. Triệu Linh Tiêu cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn muốn xem Diệp Thần nhượng bộ. Hắn muốn cho Diệp Thần biết, không phải tất cả mọi người đều có thể cuồng, Diệp Thần cũng không phối. Hắn vốn cho là Diệp Thần biết mình lên tiếng nhằm vào sau này, biết sợ, sẽ cúi đầu, nhưng mà, hắn thấy, nhưng là coi trời bằng vung. Diệp Thần lại tựa như hoàn toàn không có đem hắn coi ra gì. Cầm hắn làm không khí. Triệu Linh Tiêu, nổi giận. Ngươi, không có lời. Triệu Linh Tiêu lạnh như băng hỏi. Cùng ngươi, không có gì đáng nói. Diệp Thần mắt nhìn vẫn còn ở đi về phía trước Vô U, thuận miệng trả lời, ở quê nhà ta có một lời, yến tước sao biết hồng hộc chi trí. Lấy ngươi tầm mắt, không cách nào đo đạc ta bản lãnh, cùng ngươi nói lại hơn, cũng là vô ích. Kinh sợ. Không chỉ là chung quanh thăng thiên giả, Liền Vương Nhất Phi cũng kinh sợ. Cái này Diệp Thần, vậy quá kiêu ngạo đi, lại dám như vậy và Triệu Linh Tiêu nói chuyện, trực tiếp giễu cợt đối phương không đủ tư cách và mình nói chuyện. Đây chính là Triệu Linh Tiêu. Bất quá, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng mang theo một phần khâm phục, Diệp Thần làm được bọn họ muốn làm nhưng chuyện không dám làm. Triệu Linh Tiêu giận dữ ngược lại cười nói, được, rất tốt, bất quá, người, phải có tự mình hiểu lấy. Nếu không, sẽ rất thảm. Triệu Linh Tiêu cả người khí thế cùng nhau, hắn, lại muốn ra tay. Ở nơi này thăng tiên thi đấu lên. Thăng tiên thi đấu có thăng tiên các chủ cầm, sau lưng là các thế lực lớn bóng người. Triệu Linh Tiêu lúc này ra tay, không thể nghi ngờ là đối với thăng tiên các và các thế lực lớn bất kính. Bất quá, hắn căn bản không quản những thứ này. Triệu Linh Tiêu ngày thường ở trước mặt người,
phần lớn thời điểm là ấm văn lễ độ, nhưng, hắn lễ phép, chỉ sẽ để lại cho cường giả. Đối với tên yếu, hắn nơi cấp cho, chỉ có bạo ngược. Một lời không hợp, liền muốn đem chi nghiền giết, giống như đối mặt con kiến hôi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, thần sắc trịnh trọng, hắn mặc dù không tiết Triệu Linh Tiêu làm người, nhưng không có thể phủ nhận là, Triệu Linh Tiêu, rất mạnh. Triệu Linh Tiêu trên mình, một cổ bàng bạc, cổ xưa, vô cùng uy nghiêm hơi thở như cơn sóng thần vậy tung lên, chính là vậy Linh Tiêu đạo thể uy thế. Mà Diệp Thần, trong tay nhiều một cái trần trụi kim trường đao, trên chuôi đao có một cái đầu hổ. Đao tên bay hung, đến từ Tiêu Lãng trong túi đựng đồ, chính thích hợp hắn thi triển kim sát một đao chém. Diệp Thần trên mình ma khí cuồn cuộn, nồng đậm huyết khí giống như một con rồng bàn lượn quanh toàn thân. Một cổ không kém gì Triệu Linh Tiêu chân linh hơi thở phóng lên cao. Xúc thế đãi phát lúc đó, một tiếng quát chói tai ở hai người đỉnh đầu vang lên. Hai cái thằng nhóc, các ngươi đủ rồi. Triệu Linh Tiêu và Diệp Thần ở một tiếng này quát chói tai hạ, đều là thân hình lay động. Cả người khí thế quét một cái sạch, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn lại. Một người tiên phong đạo cốt ông già tóc trắng vô cùng uy nghiêm mắt nhìn xuống hắn hai người chúng ta, chính là Âu Dương Giác. Đây là thăng tiên thi đấu, không phải các ngươi quấy rối địa phương. Triệu Linh Tiêu thấy ông già, hơi biến sắc mặt. Vội vàng hành lễ nói, Linh Tiêu biết sai, mời sư tôn giáng tội. Hừ, người trong mắt còn có ta người sư tôn này. Âu Dương Giác bất mãn trợn mắt nhìn Triệu Linh Tiêu một mắt, có thể đáy mắt vẫn là mang theo một phần ôn hòa. Linh Tiêu thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chính là cái này tâm tính cần phải thật tốt mài rũa một chút, nếu không, tương lai gặp nhiều thua thiệt. Triệu Linh Tiêu trong mắt đã có vẻ bối rối, quỳ xuống nói, đệ tử tạm thời xung động. Tuyệt không đối với sư tôn bất kính ý, cam nguyện lãnh phạt. Âu Dương Giác yên lặng chốc lát, mới nói cường giả, phải có cường giả dè đặt, Triệu Linh Tiêu, ta phạt ngươi, bắt đầu từ hôm nay trăm ngày bên trong, trừ phi sống chết đang lúc, không cho phép cùng người động thủ. Triệu Linh Tiêu ánh mắt run lên, không cho phép cùng người động thủ. Chẳng lẽ mình chịu nhục, cũng không thể đánh trả, vậy so chết còn khó chịu hơn, nhưng vẫn là cung kính nói, dạ. Sư tôn. Ừ, Âu Dương Giác gật đầu một cái, đưa mắt nhìn sang Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt sửng dưng cùng mắt đối mắt, nhưng không có nhượng bộ chút nào. Hắn tự nhận là không có làm sai, cần gì phải nhượng bộ. Âu Dương Giác nhìn chằm chằm hắn nhìn chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, thằng nhóc, cái này cho ngươi, coi như là thành tựu Linh Tiêu vô lễ bồi thường. Âu Dương Giác phung tay lên, một cái bình ngọc nhỏ rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần hơi sững sờ, hắn vốn cho là cái này ông già sẽ là Triệu Linh Tiêu ra mặt, không nghĩ tới, nhưng là như vậy kết quả. Mà Triệu Linh Tiêu chính là vô cùng khiếp sợ nhìn rời đi Âu Dương Giác, sư tôn ở hắn trong lòng là thần minh vậy tồn tại à. Lại vì mình, hướng Diệp Thần bước lui. Mặc dù Âu Dương Giác không nói gì, nhưng hắn hành động, đã không khác nào hướng Diệp Thần nói xin lỗi, hướng một cái thần vương cảnh phế vật nói xin lỗi. Lấy sư tôn tu vi, nếu như đổi thành mình, hắn tình nguyện tử đấu cũng sẽ không làm như vậy. Hắn đầu tiên cảm thấy, là vô cùng áy náy, nếu như mình chẳng phải xung động, sư tôn vì sao tới mức này. Bây giờ nghĩ lại, mình quả thật có chút hùng hổ dọa người, nhưng, hắn càng hận hơn Diệp Thần. Nếu như không phải là bởi vì cái này cái rác dưới không tiếc lời, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Triệu Linh Tiêu đôi mắt ứ máu trợn mắt nhìn Diệp Thần, dường như muốn dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao lăng trì. Diệp Thần nhưng không chút phật lòng, hắn nhìn trong tay chai nhỏ, tò mò mở ra nắp bình, một cổ đậm đà thuốc thơm xông vào mũi. Ồ, luyện huyết đan, thằng nhóc, người vận khí không tệ à, Tiêu Diêu chân quân thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nói cái này luyện huyết đan, là cái gì? Đan dược cực phẩm. Bất quá, nó giá trị xa không chỉ như vậy, cái này luyện huyết đan, có thể trợ giúp người sử dụng ngắn gọn huyết cốt, lão đầu kia nhãn lực không tệ, nhìn ra được bên trong cơ thể ngươi có một tia mạnh mẽ huyết mạch, lại không có luyện hóa nhập tủy. Không luyện hóa nhập tủy, ta giữ thần ma luân hồi quyết tiến hành luyện hóa, rất thành công à. Đem máu tươi luyện hóa nhập tủy, há là chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi thần ma luân hồi quyết bất quá mới nhập môn mà thôi.
cho dù chỉ là một giọt cự thú viễn cổ máu tươi, cũng không quá miễn cưỡng luyện hóa. Bất quá, nếu thành công luyện hóa, muốn nhập tủy, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng là, thằng nhóc ngươi vận khí quả thật nghịch thiên, bây giờ có cái này luyện huyết đan và trên thăng tiên đại đạo, ta có thể giúp đem ngươi máu tươi luyện hóa nhập tủy. Đồng thời, Âu Dương Giác đã trở lại trời cao, nhìn thật giống như đang ngẩn người Diệp Thần, nhẹ giọng nói. Thằng nhóc, bây giờ Linh Tiêu hẳn cực hận ngươi, ngươi nhưng không thể để cho ta thất vọng à. Thật ra thì, Âu Dương Giác sở dĩ đem luyện huyết đan tặng cho Diệp Thần, vậy không phải là không có mình dự định. Đầu tiên, Diệp Thần có thể gia nhập Linh Tiêu phái, đến lúc đó và Triệu Linh Tiêu thành là sư huynh đệ, hắn không hy vọng hai người không cùng. Cho nên xuất thủ trước bỏ đi Diệp Thần oán niệm. Thứ nhì, Triệu Linh Tiêu mặc dù sẽ hận tới Diệp Thần, nhưng là hắn rõ ràng Triệu Linh Tiêu tâm tính, Triệu Linh Tiêu tôn trọng cường giả, chỉ cần Diệp Thần có thể ở thăng tiên thi đấu bên trong có cái xuất sắc biểu hiện, Triệu Linh Tiêu không chỉ có thể buông xuống đối với Diệp Thần oán niệm, còn có thể vì vậy nghĩ lại tự thân, rèn luyện tâm tính của mình. Đối với Triệu Linh Tiêu mà nói, chỗ tốt to lớn, xa không phải một chai luyện huyết đan có thể so sánh. Hết thảy, liền xem Diệp Thần biểu hiện. Diệp Thần còn muốn truy hỏi luyện hóa máu tươi nhập tủy và trên thăng tiên đại đạo có quan hệ thế nào, trong sân đột nhiên bùng nổ to lớn sóng âm, cho dù lấy Diệp Thần như vậy tu vi, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, quá rung động. Vậy quá ồn. Hắn nhìn chăm chăm hướng trên thăng tiên đại đạo lên nhìn, chỉ gặp một cô gái bóng người, xuất hiện ở 899 mét vị trí. Diệp Thần con ngươi chợt co rúm một cái này Vô U, quả thật kinh người. Vô U đứng ở 899 mét chỗ, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, lại cũng không có chút nào vẻ buông lỏng, ở quanh thân của nàng, một cái màu máu ma long không ngừng sôi trào, ma long mỗi một cái động tác cũng tản mát ra vô tận uy thế, biến dạng hư không. Vô U giơ chân lên, hướng 900 mét bước ra. Huyết sắc kia ma long theo Vô U động tác, về phía trước nhào tới. Oanh, một tầng kim quang từ trên thăng tiên đại đạo lên cao dậy, chặn lại Vô U chân, mà huyết sắc kia ma long thì đụng đầu vào kim quang lên. Mặt đất chấn động, mấy triệu người cũng cảm thấy dưới người cự chiến, huyết quang cùng kim quang xen lẫn, chìm ngập Vô U bóng người, hồi lâu, lưỡng sắc quang mang đồng thời mất đi. Mọi người lại nhìn lên, chỉ gặp Vô U một cái chân đã đạp qua 900 tầng. Xảy ra, thật xảy ra. Linh võ đại lục, có lẽ liền thời tiết muốn thay đổi. Mà huyết thần tông Tiết Hoàng, lúc này cũng khó mà ức chế hoan hô lên, cái này hung danh lan xa sát thần, lúc này lại giống như một vui mừng đứa nhỏ vậy. Vô U chỉ nửa bước bước qua 900 mét, không ngừng thở dốc, không có tiếp tục tiến về trước. Nàng biết, mình nếu như đem hết toàn lực, có thể hoàn toàn bước qua 900 mét, nhưng, như vậy tới một cái, mình nhất định vậy sẽ khá là chật vật, làm như vậy cũng không ưu nhã. Huyết tộc làm việc, từ trước đến giờ cũng theo đuổi ưu nhã cao quý, cho dù còn có dư lực, Vô U lúc này, cũng đã không muốn tiến thêm một bước. Đây chính là huyết tộc cùng tộc người không cùng, huyết tộc trời xanh mạnh mẽ, cho dù là trong huyết tộc tên yếu, tuổi thọ vậy xa so với người bình thường du dài. Cho nên, so sánh với tộc người, huyết tộc cũng chẳng phải mạnh dạn, so với không ngừng tranh tiên, không ngừng leo cao đỉnh, huyết tộc để ý hơn mình hành động phải chăng ưu nhã, phải chăng để cho mình thoải mái. Vô U biết, mình có thể phá 900 mét, cái này là đủ rồi, nàng mặc dù đối với mình cụ thể có thể đi bao xa có một tia tò mò, bất quá, so với tiếp theo tiến về trước lúc thừa nhận thống khổ, cái này tơ tò mò lại lộ vẻ được không quan trọng. Cho nên, nàng lựa chọn buông tha, nàng cũng không để bụng cái gọi là danh lợi, nàng còn sống, không phải lấy lòng người khác, mà là lấy lòng mình. Tất cả mọi người đều sững sốt, bọn họ nhìn ra được, Vô U rõ ràng còn không có đem hết toàn lực, có thể nàng cứ như vậy buông tha, truyền tống ra ngoài trên thăng tiên đại đạo, bước qua nửa bước thêm buông tha người, Vô U, là ngàn trong năm cái đầu tiên. Tất cả mọi người rối rít tiếc cho, bất quá, đối với Vô U sùng bái, nhưng không giảm chút nào, thậm chí dần dần cuồng nhiệt, Vô U mặc dù nửa đường hủy bỏ, nhưng là, tuyệt đối cũng là lớn so trên lịch sử biểu hiện ưu nhã nhất một cái. Mà lên trời trên bia, lúc này vậy sáng lên tên mới. Vô U, 900. Xem ra, trên thăng tiên đại đạo là thừa nhận Vô U có hoàn toàn qua 900 mét tiềm lực.
cao cấp thiên tài, đây là vô luận loại nào thời đại, đều là thuộc về thiên tài trong thiên tài tồn tại à. Hạ Trúc so sánh với, thật là kém vạn phần. Mà trên bầu trời, Âu Dương Giác, Tử Ngưng, thậm chí Vô Cực Tử, sắc mặt đều có chút khó coi, cái này Vô U, thật to ngoài bọn họ ý liệu. Đặc biệt là Vô Cực Tử, thậm chí sinh ra tranh đoạt Vô U ý tưởng, dẫu sao, Linh Tiêu Phái và Huyền Nguyệt Tông thuộc về huyền môn chính tông, huyết tộc loại này dị tộc không thích hợp lắm bọn họ truyền thừa, nhưng là thiên ma giáo ma đạo truyền thừa, nhưng giống vậy thích hợp huyết tộc. Mà Tiết Hoàng, và bọn họ hình thành so sánh rõ ràng, gương mặt tái nhợt cũng bởi vì quá độ hưng phấn dính vào lau một cái đỏ thắm. Hắn cố ý đi tới Âu Dương Giác trước mặt vui vẻ cười to, hiện ra hết đắc ý, Âu Dương Giác không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu sang chỗ khác giả vờ ngắm phong cảnh, trong lòng đối với Triệu Linh Tiêu đã không có lòng tin như vậy. Diệp Thần nhìn Vô U bóng người, đáy mắt có kinh dị, loại này huyết mạch, quả nhiên không phải chuyện đùa. Liền liền Tiêu Diêu Thần Quân cũng đồng ý dừng lại, nếu như Vô U tâm tính tiến thêm lấy một ít, nói không chừng, còn có một phần đi tới đại đạo cuối có thể. Không biết ta lấy được luân hồi huyền bia, kích hoạt một số luân hồi huyết mạch, có thể hay không cùng Vô U huyết mạch chống lại. Tổ thứ 8, sắp lên trận, Vương Nhất Phi đi tới Diệp Thần trước mặt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần cặp mắt, đột nhiên cười nói, Diệp Thần, ta sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng ngươi ta bây giờ chênh lệch. Ngươi rất kiêu ngạo, vậy rất cuồng, thậm chí ta cũng cảm thấy ngươi đầu óc xảy ra vấn đề, nhưng là, ta thích, cho nên, ta sẽ để cho ngươi cúi đầu. Diệp Thần ánh mắt cổ quái nhìn Vương Nhất Phi anh tuấn gương mặt, đột nhiên dùng mình một cái nói, ta đối với người đàn ông có thể không có hứng thú, ngươi tuyệt vọng đi. Ngươi, Vương Nhất Phi sắc mặt lớn buồn, xem ăn cứt như nhau, hắn đối với Diệp Thần nổi lên lòng kết giao, vốn là còn chuẩn bị khá hơn chút nói, ví dụ như... Sau này ngươi đi theo ta, ta làm vì đại ca, sẽ không động phụ nữ của ngươi loại. Có thể không nghĩ tới, Diệp Thần lại trở về như thế một câu, mình xem loại người như vậy sao? Vương Nhất Phi khí được trực tiếp phất tay áo đi, trong miệng oán hận nói, ta quản ngươi có đồng ý hay không, ngươi chỉ cần bại bởi ta, ngươi thì phải cả đời nhất thế phục ta. Nói xong, Vương Nhất Phi lại cũng không nói một câu, bước lên trên thăng thiên đại đạo. Bắt đầu tỉ thí, Vương Nhất Phi dường như muốn phát tiết đối với Diệp Thần oán niệm vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, về phía trước chạy như điên, những người dự thi khác đều bị hắn sợ hết hồn, tên này, tỉ thí thế nào cái thi đấu và đi gặp cửu nhân giết cha tựa như được, có cần không? Nhưng là, Vương Nhất Phi tốc độ, vậy quả thật khủng bố, ngay tức thì đem hắn thăng tiên giả vung ở sau lưng, trực tiếp vọt tới 500 mét, so với Hạ Trúc cũng không xính hơn để cho. Nhưng là có Vô U ở phía trước, Vương Nhất Phi biểu hiện, ở các khán giả trong mắt, vậy không tính là nhiều mắt sáng. Cuối cùng, Vương Nhất Phi thành công đột phá 700 mét, đưa tới nho nhỏ náo động. Lên trời trên bia lại thêm một cái tên, Vương Nhất Phi, 75 mét, so Hạ Trúc hơi kém một tia, nhưng vậy đủ để kiêu ngạo. Lần này thi đấu, có thể nói nhân tài lớp lớp xuất hiện. Vãng giới thi đấu, có thể ra một cái qua 700 mét thiên tài. Cũng không tệ, lần này, lại ra ba cái. Còn có một cái là siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa, những cái kia thăng tiên trên bảng trước mấy tên, còn có mấy vị không có ra sân đâu. Nghĩ tới đây, các khán giả không khỏi cũng trước mắt sáng lên, một trận kế là Triệu Linh Tiêu ra sân, không biết, cái này đã từng và Vô U từng có xung đột thiên tài, sẽ hay không cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Nhất Phi hướng Diệp Thần đi tới. Khá là đắc ý cười nói, Diệp Thần, như thế nào? Ngươi còn có lòng tin có thể thắng ta sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta nói qua, ta mục tiêu là cuối. Vương Nhất Phi hừ lạnh nói, ngươi lập tức phải ra sân, ta xem ngươi những lời này có thể nói tới khi nào. Mà lúc này Triệu Linh Tiêu lạnh lùng quét Diệp Thần một mắt, không nói một lời, leo lên trên thăng thiên đại đạo, hắn ở kiềm chế, đang nhẫn nại, hắn không thể ra tay, nhưng là... Hắn có thể dùng hắn thành tích, đem Diệp Thần đạo tâm đè được nghiền. Dùng sự thực để cho hắn cuồng ngông tan biến. Từ đây, Diệp Thần ắt sẽ chưa gượng dậy nổi. Thứ 9 tổ, bắt đầu. Một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt, Triệu Linh Tiêu liền vào tới 500 mét vị trí. Các khán giả chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, tựa như xuất hiện ảo giác, mà những thứ khác người dự thi, thậm chí mới vừa chạy ra mấy chục mét.
không cùng các khán giả phát ra thán phục, Triệu Linh Tiêu nhất thanh thanh hát, Linh Tiêu đạo thể. Mở. Hoang cổ hơi thở ngang dọc, đạo ý tràn ngập. Vào giờ khắc này, Triệu Linh Tiêu tựa như không còn là người, mà hóa thân 9 tầng trời chân thần, tản ra rộng lớn khí tượng. Trên bầu trời lại cùng hắn hơi thở tương hô ứng, bốc lên đạo đạo mây tía. Thật là mạnh. Cái này pháp thể lại dẫn động thiên địa thế. Cái này còn là người sao? Các khán giả vốn là đến mép thán phục, miễn cưỡng nuốt xuống, bởi vì, bọn họ bị kinh được không cách nào lời nói. Mây tía hạ xuống, ra chỉ ở Triệu Linh Tiêu trên mình, Triệu Linh Tiêu bước chân động một cái, lần nữa vọt tới trước. Thoáng qua, 800 mét. Cùng vô u vậy, đến 800 mét chỗ, Triệu Linh Tiêu, áp lực cũng đại tăng. Bất quá, hắn đến 800 mét tốc độ, chân thực quá nhanh. Đây là, dề già tới thán phục, hoàn toàn bùng nổ. Triệu Linh Tiêu từng bước đi về phía trước, trong mắt, vô cùng kiên định. Mà hắn ánh mắt chỉ, đồng dạng là trên thăng thiên đại đạo cuối. Triệu Linh Tiêu đối với Diệp Thần giễu cợt, không phải là không có nguyên nhân. Diệp Thần cái này con kiến hôi, lại và mình như nhau, ý đồ đi tới cuối. Hắn cũng xứng, chỉ là có như vậy ý tưởng, chính là đối với mình làm nhục. Triệu Linh Tiêu mặc dù khổ cực, nhưng đi được không chậm, chân trời mây tía cuồn cuộn tới, Triệu Linh Tiêu cả người đều đắm chìm ở một phiến ánh sáng tím bên trong, đột nhiên, ánh sáng tím thu liếm. Lại toàn bộ sáp nhập vào Triệu Linh Tiêu ra bên trong, mà giờ khắc này Triệu Linh Tiêu khí thế lại là biến đổi, đó là một loại đứng ở chư thiên trên cao nhất đại năng vậy, mắt nhìn xuống chúng sanh hơi thở. Linh Tiêu đạo thể, đã kích thích đến trình độ cao nhất. Triệu Linh Tiêu sắc mặt rất thương trắng, hắn cũng không thể duy trì cái trạng thái này rất lâu, nhưng cũng đủ rồi. Hắn một bước, đạp tới 899 mét. Đây là, hắn dừng lại, không phải bởi vì 900 mét chặn lại hắn, mà là bởi vì Diệp Thần, Triệu Linh Tiêu dừng lại, nhìn một cái Diệp Thần. Ở đinh tai nhức óc kêu lên bên trong, hắn nhàn nhạt nói. Lúc này, người còn dám đem trước nói với ta câu nói kia. Lặp lại lần nữa sao? Mọi người rối rít kinh ngạc, theo Triệu Linh Tiêu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, một người thần vương cảnh kỳ thăng tiên giả, cái đó mới vừa khích lệ thần vương cảnh kỳ phế vật phế vật. Phế vật này, đối với Triệu Linh Tiêu nói cái gì? Câu kia, lấy ngươi tầm mắt, không cách nào đo đạc ta bản lãnh, cùng ngươi nói lại hơn, cũng là vô ích. Ngươi có dám, nói lại lần nữa? Cái gì? Các khán giả không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, sau đó, là vô cùng chán ghét cùng khinh bỉ. Chứa cái gì chứ? Một cái thần vương cảnh kỳ võ giả, dám đối với Triệu Linh Tiêu nói lời như vậy. Cũng xứng. Nhất thời, tiếng quát mắng, tiếng giễu cợt, hướng Diệp Thần, ùn ùn kéo đến vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như thành toàn thế giới kẻ địch. Mà Ngô Hạnh Nhi, và đã đến sân Ngô Uy, đều là sắc mặt kịch biến. Cái này Triệu Linh Tiêu, lại đang Diệp Thần thi đấu trước, làm như thế vừa ra, một lát Diệp Thần ra sân, nên sẽ chịu đựng bao lớn áp lực à. Nếu như đổi thành người bình thường, có thể tâm cảnh ngay tức thì liền sụp đổ. Ngô Hạnh Nhi và Ngô Uy liều mạng hô to, là Diệp Thần cố gắng lên, là Diệp Thần cổ động, có thể hai người thanh âm cho dù lớn hơn nữa, làm sao có thể địch qua mấy triệu người nhục mạ. Ở một phiến tiếng quát mắng bên trong. Căn bản tung không dậy nổi một tia sóng gió. Diệp Thần bên cạnh Vương Nhất Phi, sắc mặt đều thay đổi, hắn không biết đổi thành mình, có thể hay không chịu được. Hắn lặng lẽ nhìn Diệp Thần một mắt, ở hắn tưởng tượng, Diệp Thần lúc này nhất định chật vật không chịu nổi, không muốn để cho người thấy được bây giờ sắc mặt, cho nên, hắn không có trắng trợn xem, mặc dù hắn và Diệp Thần đánh cuộc quá mệnh, nhưng, hắn rất ngạo, hắn phải thắng cũng phải thắng được đường đường tránh tránh. Cho nên, hắn không muốn bởi vì mình kích thích đến Diệp Thần. Nhưng mà, gia Vương Nhất Phi dự liệu là, Diệp Thần, rất bình tĩnh. Chỉ gặp Diệp Thần hít sâu một hơi, thân hình bước ra một bước, vô tận ma khí và huyết khí quấn quanh toàn thân. Sáu cái thần vương đạo xông thẳng tới chân trời. Sát lục thần vương đạo, hủy diệt thần vương đạo, bất diệt thần vương đạo, tịch diệt thần vương đạo, độ hóa thần vương đạo, năm tháng thần vương đạo. Cái này lục đạo bất kỳ một đạo, đều là thế gian cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ngay tại lục đạo thả ra ngay tức thì,
Diệp Thần túi đá màu đen thả ra một đạo kinh khủng ánh sáng. Bao phủ hết thảy. Tựa như là Diệp Thần che đậy cái này 6 cái thần vương đạo. Không là mọi người tra xem. Nếu không quá mức kinh thế hãi tục. Diệp Thần hồn nhiên không biết, hắn há miệng, một tiếng gầm thét, giống như kinh thiên mãnh hổ, ngang trời xuất thế. Hống. Tiếng rít cuốn sạch toàn trường, lại cũng không nghe được bất kỳ quát mắng, đều bị hổ gầm chìm ngập, các khán giả đều rối rít che lỗ tai lại, hổ gầm này, quá rung động. Dẫu sao lực lượng này tới từ viễn cổ hung thú máu tươi. Yên lặng. Hổ gầm sau này, nghênh đón yên lặng. Ở nơi này một phiến yên lặng bên trong, Diệp Thần cuối cùng mở miệng. Cõi đời này, vĩnh viễn không thiếu mắt chó coi thường người tục tằng hạng người, yến tước không chỗ nào không có mặt, không đếm xuể, chúng ở đầu nhánh om sòm, ồn ào vô cùng, nhưng mà, yến tước như thế nào đi nữa kêu, cũng không cách nào đằng thượng vân tiêu. Mà có một loại chim, tên là côn bằng, dương cánh 90.000 dặm, chúng cả đời đều ở đây vân tiêu lên bay lượn, yến tước lại om sòm, lại người đông thế mạnh, thì như thế nào? Chúng như thế nào đi nữa kêu, vậy không vào được côn bằng trong tai. Cho nên, ta không phải ghim ngươi, Triệu Linh Tiêu, bao gồm tại chỗ tuyệt đại đa số người, cũng chẳng qua là vậy om sòm yến tước mà thôi, các ngươi trong mắt không tha cho ta bóng người, là bởi vì là các ngươi mắt quá nhỏ. Ta bây giờ, thì lặp lại lần nữa, các ngươi nghe kỹ cho ta. Lấy ngươi tầm mắt, không cách nào đo đạc ta bản lãnh, cùng ngươi nói lại hơn, cũng là vô ích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.